Quý vị trong xuyên suốt buổi chia sẻ của chúng ta ngày hôm nay, nếu như mà quý vị có bất cứ câu hỏi gì thì mọi người hãy thật thoải mái nhắn tin vào trong phần bóc chat để chúng tôi có thể lựa chọn những câu hỏi tới từ quý vị và chuyển tới cho hai vị diễn giả, sẽ là hai người trực tiếp ngày hôm nay chia sẻ cũng như là giải đáp tất cả những thắc mắc tới cho quý vị nhé. Xin được chào mừng quý vị đã đến với buổi workshop Thành lập doanh nghiệp tại Mỹ, không chết tài khoản Amazon, SC, eBay do Xúc tiến Thương mại Việt Mỹ tổ chức. Và tôi là Chi Jun, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì đến tham dự với chúng ta rất vui khi mà tất cả quý vị đã dành thời gian buổi tối để có thể đến với buổi hội thảo, lắng nghe những chia sẻ tới từ vị diễn giả. Và ngày hôm nay thì Chi Jun cũng rất vinh dự khi được trở thành người đồng hành, cũng như là được giới thiệu hai vị diễn giả đặc biệt, những người mà sẽ trực tiếp chia sẻ những kiến thức cũng như là đồng hành giải đáp những thắc mắc của quý vị. Đầu tiên xin được trân trọng giới thiệu anh Vũ Quốc Phương, CEO và founder của tập đoàn Kappa Group với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và xúc tiến thương mại, 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại quốc tế với thị trường Mỹ và 8 năm kinh nghiệm trong dịch vụ logistics, fulfillment và last mile tại thị trường Mỹ. Và vị diễn giả thứ hai xin được chào đón anh Dũng Nguyễn, CEO và founder của Five Star và là người đào tạo có ảnh hưởng trong cộng đồng của các seller Amazon tại Việt Nam. Cùng với đó là sự có mặt của tất cả quý vị đã có mặt trong phòng Zoom của chúng ta ngày hôm nay. Bây giờ thì có lẽ là xin mời hai vị diễn giả của chúng ta, mình sẽ bật cam, bật mic lên để chúng ta có thể gửi lời chào đầu tiên đến với tất cả quý vị khán giả đang có mặt trong buổi tối ngày hôm nay nha. Không biết là anh Dũng Nguyễn cũng như là anh Quốc Phương rồi ạ, hay anh đã kết nối được với cả chương trình chưa ạ? Rồi, em chào hai anh, đã nhìn thấy hai vị diễn giả của chúng ta rồi. Rồi. Trước khi mình bắt đầu đúng không ạ, thì sẽ mời hai anh gửi một cái lời chào đầu tiên đến với tất cả quý vị đang có mặt trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Chào tất cả mọi người. Mình xin tự giới thiệu, mình là Dũng Dũng Nguyễn. Chắc là anh em ở trong cộng đồng Amazon Seller thì chắc cũng đã biết qua về mình rồi. Hôm nay thì rất là vinh dự được hợp tác cùng với lại Cục Xuất tiến Việt Mỹ tổ chức một cái buổi webinar nho nhỏ dành cho các nhà bán hàng là cá nhân doanh nghiệp muốn bán hàng trên các nền tảng tại Mỹ. Và buổi hôm nay thì nội dung chính sẽ tập trung về việc thành lập doanh nghiệp tại Mỹ và những cái dịch vụ đi kèm đến 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 những cái dịch vụ đến những cái dịch vụ liên quan đến thành lập doanh nghiệp tại Hoa Kỳ và mang lại những cái ưu nhược điểm như thế nào cho các seller là cá nhân bán hàng trên các nền tảng tại Hoa Kỳ. Thì mình nghĩ là buổi hôm nay là buổi mà rất là hay, và các bạn nếu mà đang kinh doanh trên Amazon, ST hay eBay là những cái nền tảng mà tập trung seller chính ở Việt Nam ấy, thì các bạn nên tham gia và nghe kỹ cái buổi hôm nay. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ đồng hành cùng với anh Phương ở trong buổi Zoom ngày hôm nay, thì rất mong nhận được sự đồng hành cùng với toàn thể anh em. Có câu hỏi gì thì mọi người có thể đặt câu hỏi ở phần Q&A hoặc là đặt ở dưới phần chat nhé. Mình và anh Phương sẽ giải đáp theo từng nội dung mà các bạn hỏi. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn anh Dũng Nguyễn. Rồi ạ, xin chào tất cả mọi người. Em mời anh Phương cũng sẽ gửi một lời chào đến với các quý vị đang có mặt trong buổi Zoom ngày hôm nay nhé. Vâng, xin chào các anh chị và các bạn. Mình tên là Vũ Quốc Phương, hiện đang là CEO và founder của Kappa Group. Thì ngày hôm nay thì cùng với bên Trung tâm Xúc tiến Thương mại Việt Mỹ thì mình và bạn Dũng Nguyễn sẽ tham gia cung cấp những cái thông tin về thành lập doanh nghiệp tại thị trường Mỹ. Đồng thời thì cũng sẽ cung cấp những cái thông tin bổ ích tại thị trường Mỹ cho các anh chị, thì với những kinh nghiệm trong logistics, trong thị trường thương mại điện tử quốc tế, thì mình hy vọng là cái buổi hôm nay sẽ cung cấp được cái kiến thức những kiến thức bổ ích cho các anh chị và các bạn về một cái thị trường tại thị trường Mỹ năm 2023. Cảm ơn bạn Chi. Dạ vâng, xin được cảm ơn anh Phương. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn tới hai vị diễn giả của chúng ta. Qua cái phần giới thiệu chào đầu thì quý vị cũng đã biết là nội dung chính ngày hôm nay mình sẽ đi qua những phần nào rồi đúng không? Và cũng rất mong đợi để có thể chờ đón đến phần chia sẻ từ anh Dũng Nguyễn cũng như là anh Quốc Phương. Một lần nữa thì Chi Jun vẫn sẽ nhắc lại về những nội dung chính mà ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau
bàn luận và chia sẻ. Đầu tiên đó là những vướng mắc mà các doanh nghiệp cũng như là các seller gặp phải trong quá trình mà chúng ta kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử như là Amazon, Etsy hay là eBay. Ngoài ra thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu toàn cảnh kinh tế thị trường Mỹ và tình hình xuất nhập khẩu của Việt Nam sang Mỹ. Và cùng với đó để đưa ra những cái giải pháp thành lập doanh nghiệp tại Mỹ an toàn, uy tín và ổn định. Và cuối cùng sẽ là phần Q&A, phần mà để cho tất cả quý vị chúng ta có thể thoải mái đưa ra những cái câu hỏi của mình, đưa ra những băn khoăn của mình. Và hai vị diễn giả sẽ là những người trực tiếp chia sẻ cũng như là giải đáp thắc mắc đến cho quý vị. À, thưa quý vị, có lẽ là chúng ta đều biết được rằng là Mỹ là quốc gia mà có nền kinh tế giữ vị trí số 1 trên thế giới kể từ năm 1871 cho tới nay. Và theo thống kê năm 2022 thì GDP của Mỹ lớn hơn GDP của hơn 175 quốc gia khác cộng lại. Và không chỉ vậy thì với dân số hơn 330 triệu người thì sức mua của người dân Hoa Kỳ cũng rất là lớn. Điều này thì cho thấy rằng đây là một thị trường tiêu thụ hàng hóa cực kỳ tiềm năng. Và không chỉ là tiềm năng với việc mà chúng ta xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ mà việc giao thương trên các sàn thương mại điện tử cũng đang trở nên rất sôi động ở thời điểm hiện tại. Và hiện nay thì chị Jun cũng được biết là có rất nhiều những anh chị seller bán hàng trên các sàn thương mại điện tử quốc tế như là Amazon này, Etsy hay là eBay. Chúng ta gặp phải những cái khó khăn như là mình bị khóa nick và cũng như là những cái vấn đề về pháp lý khác. Vậy thì trong phần chia sẻ đầu tiên này, với tư cách là một seller cũng đã khá lâu năm và đồng thời cũng là một người đào tạo trên nền tảng Amazon, thì không biết thì chắc chắn là anh Dũng sẽ có những cái chia sẻ thú vị dành cho mọi người về những cái cơ hội của các seller khi mà chúng ta bán hàng tại thị trường Mỹ hiện nay, cũng như là cái việc mà thành lập doanh nghiệp Mỹ sẽ ảnh hưởng như thế nào tới quy mô kinh doanh trên các nền tảng ạ. Em mời anh Dũng ạ. Cảm ơn MC trả cho mình câu hỏi nói chung là rất là hay. Thực ra thì với tư cách là một nhà bán hàng cũng khá lâu năm tại thị trường Amazon, mình kinh doanh trên Amazon chính xác bắt đầu từ 2016 đến bây giờ thì cũng được đâu đó tầm 7 năm. Trải qua rất là nhiều mô hình cũng như là rất là nhiều những cái thăng trầm của cái lĩnh vực Amazon này. Và hiện tại thì hiện tại mình cũng đào tạo được hơn 1.500 học viên trong và ngoài nước, là những cá nhân hay là doanh nghiệp muốn kinh doanh trên các nền tảng của Amazon thông qua các hình thức như trước đây là FBM, còn bây giờ là FBA Amazon. Thì mình cũng nhận ra được một cái vấn đề, nhận ra được những cái ưu nhược điểm khi mà mọi người kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử. Mình sẽ nói thống kê một chút về cái tốc độ tăng trưởng của ngành thương mại điện tử toàn cầu hiện tại và tương lai trong khoảng tầm nhìn khoảng 5 năm trở lại, 5 năm sắp tới hoặc là 5 năm sắp tới nó sẽ như thế nào. Thì nói chung là khi mà nhắc đến thương mại điện tử toàn cầu thì không thể không nhắc đến thị trường Mỹ. Mình có thể thấy được rằng là trong 5 năm tới thì Mỹ vẫn có những cái tốc độ tăng trưởng nói chung là rất là mạnh mẽ. Đặc biệt là cái tốc độ tăng trưởng của Mỹ thì mình thấy là so với lại tốc độ tăng trưởng bình quân của thương mại điện tử toàn cầu thì nó sẽ còn cao hơn cái ngưỡng tốc độ tăng trưởng trung bình là 12,5% vào năm 2026. Đây là theo thống kê của eMarket nhé, là một trong những trang uy tín về thương mại điện tử trên thế giới. Đặc biệt là những năm qua thì dù có những cái khó khăn về lạm phát này hay là bất ổn trên toàn cầu đúng không ạ? Các bạn có thể nhận thấy đó là các chuyên gia người ta đánh giá thì Mỹ vẫn là một trong những nền kinh tế rất là mạnh và có gần như là ổn định nhất trên thế giới. Thì dân số của Mỹ hiện tại khoảng 330 triệu dân đúng không? Là một trong những thị trường gần như là tiềm năng nhất về thương mại điện tử rồi. Mình có thể thấy là khi mà cá nhân hay doanh nghiệp mà bắt đầu có sản phẩm ở Việt Nam ấy, mà các bạn ấy muốn global đưa sản phẩm của mình ra nước ngoài ấy, thì cái thị trường đầu tiên mà họ nghĩ đến đó là thị trường Hoa Kỳ, đúng không ạ? Sau đó mới đến thị trường châu Âu. Đó. Thì nói đến Mỹ thì không thể không nhắc đến Amazon, đúng không? Khi người Mỹ bắt đầu mua hàng thông qua một cái kênh thương mại điện tử ấy, thì cái nền tảng đầu tiên người ta nghĩ đến đó là Amazon. Amazon là một trong những nền tảng thương mại điện tử gần như là có tốc độ tăng trưởng gọi là lớn nhất thế giới rồi, đúng không ạ? Và là một trong những nền tảng thương mại điện tử phổ biến nhất tại Mỹ. Amazon thì với quy mô của nó rơi vào tầm khoảng 21 thị trường và hiện tại mình nhớ không nhầm là 27 ngôn ngữ khác nhau bao gồm cả tiếng Việt, 300 triệu khách, thì trong đó 200 triệu khách hàng, 200 triệu khách hàng là khách hàng Prime rồi, 150 triệu khách hàng đã là khách hàng đến từ Mỹ, 50 triệu khách đến từ các quốc gia khác, và hiện tại thì có đâu đó tầm 400 kho fulfill trên toàn cầu ở tất cả các quốc gia mà có mặt Amazon. Việt Nam hiện tại thì Amazon chưa có mặt. Hiện tại thì Amazon chỉ có một cái văn phòng ở Việt Nam của Amazon Global Selling để hỗ trợ cho các nhà bán hàng và doanh nghiệp đưa hàng ra nước ngoài, đúng không nhỉ? Đó, thì
Nói chung là với Amazon thì nó cung cấp cho gần như là doanh nghiệp rất là nhiều những cái mô hình để các bạn có thể kinh doanh theo 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 cái mô hình mà các bạn hướng đến, cũng như là cái mô hình các bạn hướng đến trong tương lai đấy. Và mô hình Amazon thì các bạn không thể không nhắc đến FBA nhỉ? Là một mô hình mà gần như là cá nhân hay doanh nghiệp nào cũng hướng đến, bởi vì đây là một cái mô hình chuyên nghiệp. Các bạn chỉ cần để hàng sang kho và Amazon người ta sẽ lo hết tất cả khâu fulfill, đúng không ạ? Mình chỉ tập trung làm marketing để nói chung là bán được càng nhiều sản phẩm càng tốt thôi. Thì từ Amazon thì các bạn có thể hoàn toàn bán thêm, mở rộng thị trường về kênh phân phối cũng như là dòng sản phẩm của mình ra các thị trường tại châu Âu, châu Á hay là châu Úc, và có thể là bán full 21 thị trường luôn, đúng không ạ? Một số nền tảng ở Mỹ thì ngoài Amazon thì các bạn có thể kể đến như kiểu là eBay hay là Walmart hoặc là SC, đúng không ạ? Cũng là một trong những cái nền tảng thương mại điện tử rất là phổ biến tại Hoa Kỳ, và người Việt Nam làm, seller Việt Nam làm cũng rất là đông. Hay là một số nền tảng như eBay và SC. SC là nền tảng dành cho các sản phẩm về hàng thủ công, nghệ thuật, trang trí. Thì mỗi một nền tảng nó có một cái tệp khách hàng, đúng không ạ? Thì các bạn tự lựa chọn cho mình một cái nền tảng phù hợp để kinh doanh trên các nền tảng đó, làm sao cho phù hợp với cái mô hình của các bạn, sản phẩm của các bạn, đúng không nhỉ? Thì mình có thể nhận thấy là khi mà các bạn kinh doanh trên những cái nền tảng thì cái thị trường hiện tại của Mỹ nó vẫn rất là tiềm năng trong khoảng 5 năm tới. Các bạn nếu mà tham gia sớm vào các nền tảng thương mại điện tử của Mỹ ấy, thì vẫn rất là tiềm năng và vẫn là một cái kênh để mà các nhà bán hàng là doanh nghiệp sản xuất hay là doanh nghiệp thương mại ở Việt Nam, người ta đẩy hàng đi, vẫn là một cái kênh chính để đẩy hàng sang nước ngoài, đặc biệt là thị trường Hoa Kỳ nhá. Và cái việc thành lập doanh nghiệp Mỹ ấy, nó ảnh hưởng đến mô hình kinh doanh như thế nào ấy, thì mình có thể nhận thấy là trước đây thì khi mà các bạn làm các mô hình ngay như bản thân mình thôi, làm các mô hình như FBM, thì mình có thể nhận thấy là khi mà thành lập doanh nghiệp Mỹ nó là một cái vấn đề gì đấy, nói chung là nó rất là xa vời. Thông thường ấy, khi mà bán hàng FBM thì đến cái brand của mình còn không đăng ký, đúng không, không đăng ký với USPTO, cục quản lý nhãn hiệu Hoa Kỳ tại Hoa Kỳ để bán. Nhưng mà cái bài toán trước đây nó khác bây giờ. Bây giờ thì cái việc mà mọi người tập trung vào cái mô hình FBA mọi người làm là một cái mô hình chuyên nghiệp, thì đồng nghĩa với việc là anh chị phải làm gì ạ? Làm cho nó có một cái business nó hợp pháp và nó mang lại cái trải nghiệm giá trị tốt hơn cho người tiêu dùng, đúng không nhỉ? Và người tiêu dùng bây giờ người ta cũng thông thái hơn, có nhiều sự lựa chọn hơn. Nên là cái việc thành lập công ty tại Mỹ ấy, để kinh doanh tại Việt Nam, để kinh doanh tại Hoa Kỳ ấy, nó mang lại cho mình rất là nhiều ưu điểm nhá. Mang lại cho mình rất là nhiều ưu điểm. Mình sẽ nói những cái ưu điểm trước, rồi những cái nhược điểm mình sẽ nói sau. Thì để mà bán hàng quốc tế thì về lý thuyết ấy, là các bạn cần phải có một business hợp pháp ở thị trường quốc tế. Đấy là điều hiển nhiên rồi, đúng không? Cái chứng minh thư hay là cái hộ chiếu ở Việt Nam mình ấy, nó không có nhiều ý nghĩa đâu. Khi mà các bạn chỉ đứng riêng một mình, tức là info đăng ký của các bạn là info cá nhân nhé. Nên là gần đây thì mọi người có thể thấy là trên Amazon nó xuất hiện, không phải Amazon nhé, tại Mỹ bắt đầu có thêm cái đạo luật inform ấy nhỉ. Trong khoảng một tháng trở lại đây thì anh chị em có thể nhận thấy đó là các vấn đề liên quan đến xác minh tài khoản anh em thấy rất là vất vả, đúng không nhỉ? Thì khi mà mọi người có một cái doanh nghiệp ở Hoa Kỳ ấy, thì mọi người sẽ nhận thấy một cái vấn đề là mọi người sẽ giải quyết được cái vấn đề về pháp lý hay là những cái vấn đề về business hợp pháp của các bạn. Thì đấy là lý do mà chúng ta cần có một cái LLC hay còn gọi là cái công ty trách nhiệm hữu hạn ấy, ở US hoặc là UK, để các bạn có thể hợp pháp hóa và sống được bình thường ở các thị trường quốc tế, đặc biệt là thị trường US hoặc là thị trường châu Âu nhé. Thì LLC nó là một cái tấm vé nó vào cổng để các bạn có thể bán hàng và tăng cái độ trust khi mà các bạn bán trên các nền tảng như Amazon hay là SC, đúng không nhỉ? Và những cái vấn đề như kháng nghị tài khoản hay là có những cái vấn đề bất cập xảy ra thì mình nghĩ là khi mà các bạn có doanh nghiệp tại Mỹ ấy, thì các bạn xử lý sẽ dễ hơn rất là nhiều nhé. Thì ưu điểm khi mà các bạn có doanh nghiệp tại Mỹ này, thứ nhất đó là các bạn sẽ tiếp cận được cái thị trường Mỹ một cách hợp pháp, đúng không nhỉ? Thì thành lập doanh nghiệp tại Mỹ thì sẽ giúp các bạn có những cái tiềm năng để mở rộng cái quy mô sản xuất này, quy mô kinh doanh này, rồi các bạn sẽ tăng doanh số được này và tăng doanh thu được khi mà các bạn có mặt tại thị trường Hoa Kỳ. Rồi các bạn sẽ xây được một cái niềm tin cho khách hàng, đúng không ạ? Hay là một cái tạo dựng một cái niềm tin và một cái sự uy tín cho khách hàng. Nếu mà các bạn có doanh nghiệp Mỹ thì các bạn sẽ tiếp cận được với khách hàng Mỹ dễ hơn. Một số ngành hàng nhé, khách hàng người ta thường sẽ lên Google, người ta search cái thương hiệu đấy trước, xem là cái thương hiệu đấy có tại nước sở tại hay không, người ta mới lên trên Amazon người ta mua. Ví dụ một số ngành hàng về về mỹ phẩm hay là những cái ngành hàng mà về liên quan đến sức khỏe, đúng không ạ?
Bởi vì người ta khi mà người ta mua thông qua những cái doanh nghiệp mà có mặt tại Mỹ ấy, thì người ta sẽ tự tin hơn và người ta dễ dàng giao dịch với công ty, hay là có những cái vấn đề pháp lý gì xảy ra thì người ta dễ dàng người ta tương tác với lại cái công ty đấy. Đó. Rồi nếu mà có mặt tại Mỹ thì các bạn sẽ tiếp cận được rất là nhiều nguồn tài nguyên tại 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 nước sở tại, chẳng hạn ví dụ như là đối tác này, hay là nhân lực này, rồi thể cả là những cái dịch vụ về tài chính hay là hỗ trợ kinh doanh là các bạn hoàn toàn tiếp cận được, đúng không ạ? Còn nhược điểm thì khi mà có một cái doanh nghiệp Mỹ thì thứ nhất là cái chi phí, rồi thủ tục thành lập thì chắc chắn là các bạn sẽ phải nhờ một bên dịch vụ hoặc là luật sư để người ta tư vấn cho các bạn các vấn đề về pháp lý, hồ sơ, rồi đăng ký doanh nghiệp, rồi kể cả là các vấn đề về thuế, đúng là tại địa phương mà các bạn đang kinh doanh. Rồi văn hóa ngôn ngữ cũng ảnh hưởng trực tiếp đến cái khi mà các bạn thành lập doanh nghiệp tại Mỹ, đúng không ạ? Bởi vì nó là một cái văn hóa nó khác, đúng nhỉ, với lại những cái văn hóa mà mọi người đang kinh doanh tại tại thị trường Việt Nam, thì các bạn cần phải có những cái bên để người ta có thể quản lý được từ xa này. Rồi quản lý từ xa thì nếu mà các bạn cái sự gọi là nó có những cái khó khăn về múi giờ hay là những cái khó khăn về văn hóa có thể là ảnh hưởng đến cái việc điều hành, thì các bạn cần phải có những cái cần phải có những cái công thức để mà có thể quản lý được từ xa. Nói chung là cái việc thành lập tại Mỹ ấy, thì để kinh doanh ấy, thì nó có rất là nhiều ưu điểm đó, nên là để mà cái mô hình kinh doanh của các bạn có thể scale up lên được lâu dài, hoặc là scale up lên được một cái mô hình nó chuyên nghiệp, nó rộng hơn ấy, thì các bạn nên có cho mình một cái doanh nghiệp tại Mỹ để xây dựng được cái niềm tin và quảng bá được cái thương hiệu đấy đến tay người tiêu dùng đó. Thì mình nghĩ là cái việc thành lập doanh nghiệp thì nó khá cần thiết, nên là còn lại để mà hiểu sâu hơn về những cái pháp lý, thủ tục hành chính hoặc là những cái vấn đề liên quan đến thuế thì mọi người sẽ nghe kỹ ở cái phần chia sẻ của anh Phương nhé. Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng cũng đã chia sẻ với mọi người được rằng là cái việc khi mà chúng ta thành lập một doanh nghiệp tại Mỹ, đúng không, ngoài việc là chúng ta lựa chọn sàn thương mại điện tử phù hợp với cái mặt hàng mà mình sẽ chuẩn bị bán là cái thứ nhất, và cái thứ hai thì cái việc mà mình thành lập được doanh nghiệp tại Mỹ cũng sẽ giúp tăng cái uy tín cũng như là dễ dàng để có thể tiếp cận được đến thị trường văn hóa cũng như là thị hiếu của khách hàng Mỹ, như vậy thì nó cũng sẽ tiện lợi hơn. Và cũng như anh Dũng có nhắc đến một cái vấn đề khá là quan trọng của việc là chúng ta thành lập một doanh nghiệp ở Mỹ, đấy là những vấn đề liên quan đến pháp lý. Vậy thì cũng như anh Dũng cũng đã nói rồi, vậy thì em nghĩ là ở cái phần này chia sẻ kỹ hơn để mọi người có thể hiểu rõ hơn về tình hình xuất nhập khẩu sang Mỹ này, cũng như là những cái vấn đề pháp lý mà chúng ta cần phải quan tâm, thì anh Vũ Quốc Phương cũng là một người có rất là nhiều kinh nghiệm, thì anh sẽ chia sẻ kỹ hơn cho các bạn biết về vấn đề này ha. Em mời anh Phương ạ. Sau đây mình sẽ xem cái màn hình ở bên mình để chia sẻ với các anh chị và các bạn một số cái thông tin về kiến thức về cái thị trường ở bên Mỹ. Thì trước khi chúng ta tìm hiểu việc mua bán hàng hóa tại thị trường Mỹ như thế nào, thì trước tiên chúng ta sẽ hãy học cái cách mà chúng ta sẽ làm kinh doanh, hoặc là chúng ta sẽ học cái cách mà chúng ta làm doanh nghiệp như người Mỹ đã. Bởi vì trước khi chúng ta bán hàng có thành công hay không thì mình sẽ học cái công thức của họ đã. Và bây giờ mình sẽ xin phép share cái màn hình. Mọi người có thể nhìn thấy cái màn hình của bên mình không ạ? Dạ, nhìn thấy rồi anh ạ. Trước khi mình đi vào cái nội dung chi tiết của cái thị trường ở bên Mỹ, thì mình sẽ xin điểm lại một số thông tin trước mắt, là đó là về cái thông tin về bối cảnh toàn cầu thị trường năm 2022. Thì với nền kinh tế toàn cầu năm 2022 sau đại dịch COVID thì tổng cái volume của thị trường nó là 104.000 tỷ đô la Mỹ. Và mọi người có thể nhìn thấy trên cái màn hình của mình có một cái biểu đồ, thì khi đó cái nền kinh tế lớn nhất trên toàn thế giới nó là cái nền kinh tế của Mỹ, và đạt đến giá trị là 25.300 tỷ đô la Mỹ. Đứng tiếp theo nó là thị trường từ Trung Quốc là 19.900 tỷ đô la Mỹ. Mọi người có thể nhìn thấy là với 25.300 tỷ đô la Mỹ thì nền kinh tế Mỹ đang chiếm một vị trí, đó là 1/4 của toàn thế giới. Và như bạn Chi Vinh có giới thiệu và chia sẻ thì nền kinh tế Mỹ lớn hơn bằng 175 các quốc gia cộng lại.
Và ở đây thì trong 6 nền kinh tế toàn thế giới, lớn nhất toàn thế giới thì có Mỹ, Trung, Nhật, Đức, Anh và Ấn Độ. Và chúng ta có thể thấy nếu như mà các anh chị và các bạn đang bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử tại Mỹ như Amazon, Etsy hoặc là eBay thì các bạn đang bán hàng ở một cái nền kinh tế nó rất là tiềm năng và dồi dào. Chúng ta có thể thấy là trong cái các quốc gia mà xuất nhập khẩu vào thị trường Mỹ của năm 2022 thì chúng ta có thể nhìn thấy là lớn nhất đó là thị trường từ Trung Quốc. Đứng thứ hai thì nó là thị trường Mexico. Và chúng ta có thể tự hào rằng đó là Việt Nam ở năm 2022 là chúng ta đã tăng lên một bậc. So với các năm trước đó thì Việt Nam đang đứng ở vị trí thứ 6. Từ năm 2021 trở về trước thì Việt Nam đứng ở vị trí thứ 7. Và chúng ta năm 2022 chúng ta đã vượt lên vị trí thứ 6. Và với năm 2022 thì chúng ta có thể tự hào đó là Việt Nam trở thành quốc gia đối tác số 1 của thị trường Mỹ trong quá trình chúng ta xuất khẩu những mặt hàng liên quan đến đồ gỗ và những chế phẩm từ gỗ. Chúng ta đã vượt mặt Trung Quốc, chúng ta vượt qua Trung Quốc để trở thành đối tác số 1. Và chúng ta có thể nhìn thấy đó là cán cân xuất nhập khẩu của thị trường Mỹ. Đó là cán cân xuất nhập khẩu đó là Mỹ đang hiện tại đang nhập siêu với tổng giá trị đó là hơn 1.182 tỷ đô. Đó, và 1.182 tỷ đô. Và ở đây chúng ta có thể thấy đó là hiện tại Mỹ đang là nước nhập siêu. Nếu như chúng ta đang bán hàng từ Việt Nam đi Mỹ thì trong tương lai bản thân Mỹ vẫn đang bị phụ thuộc vào các nền kinh tế đang phát triển khác và đang nhập các nguyên vật liệu cộng với những cái sản phẩm từ các quốc gia khác. Và các anh chị có thể tự hào rằng là nếu như anh chị bán hàng tại Mỹ thì trong một quãng thời gian vài năm tới thì cái việc đó nó cũng vẫn đang rất là tiềm năng. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy đó là tính riêng nước Mỹ thì có 32 triệu doanh nghiệp. Lớn, một con số nó rất là lớn và lớn hơn rất là nhiều so với cái số lượng các doanh nghiệp đang có ở tại Việt Nam. Các chị có thể thấy đó là tại Việt Nam chúng ta, cả nước Việt Nam chúng ta đang có 856.000 doanh nghiệp. Nhưng hiện tại ở Mỹ đang có 32 triệu doanh nghiệp. Và những cái doanh nghiệp nước ngoài tại Mỹ thì đang có cái con số khoảng 638.000 và chiếm khoảng 2%. Tính đến số liệu tháng 5 năm 2023 thì những cái đơn đăng ký thành lập doanh nghiệp mới tại Mỹ trong tháng 5 là 436.000 doanh nghiệp cho tháng 5 của năm 2023. Và tháng 6 này thì đang chưa có số liệu, cho nên là đây là cái số liệu mới nhất mà mình có lấy dữ liệu từ bên Cục Điều tra của Dân số của Mỹ. Và ở đây nó là tổng doanh số bán lẻ của quý 1 năm 2023 là 1.799 tỷ đô. Thì trong đó cái doanh thu đến từ nền tảng e-commerce của Mỹ nó là 272,6 tỷ đô, triệu đô và chiếm 15% trong cái volume thị trường này. Chúng ta có thể thấy đó là cái volume thị trường từ e-commerce trong cái tổng cái volume bán lẻ của thị trường Mỹ thì nó chỉ loanh quanh con số đó là từ 13 đến 17%. Và mọi người có thể nhìn thấy đó là cái mức rất là ổn định đối với thị trường bán lẻ tại thị trường Mỹ. Chúng ta có thể điểm qua được cái quan hệ thương mại ở Việt Mỹ. Thì với dân số của Hoa Kỳ là 335 triệu người và cái thu nhập bình quân của hộ gia đình nó là 69.000 đô la Mỹ trên một người. Thì các anh chị có thể thấy đó là nếu như anh chị đang bán hàng từ Việt Nam đi Mỹ thì với cái sức tiêu thụ cộng thêm là cái volume thị trường nó cũng đang rất là hấp dẫn như thế này thì có thể khiến cho các anh chị có thể tìm kiếm được một cái cơ hội để chúng ta có một cái nền tảng doanh nghiệp hoặc nền tảng kiếm tiền từ việc thị trường Mỹ. Và ở đây thì chúng ta có thể thấy đó là cán cân thương mại giữa Việt Nam và Mỹ. Đó là Việt Nam đang nhập khẩu từ Mỹ là 11,4 tỷ đô cho năm 2022. Và chúng ta đang xuất khẩu sang Mỹ đó là 127 tỷ đô. Cán cân chênh lệch là chúng ta đang xuất siêu sang thị trường Mỹ và Mỹ cũng đang là thị trường xuất siêu lớn nhất của Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Và nếu như các anh chị đang bán hàng thì các anh chị đang muốn bán hàng thương mại tử thì các anh chị đang muốn bán hàng ở thị trường nào? 25.300 tỷ hay là 409 tỷ ở Việt Nam ạ? Và cái công thức kinh doanh mà người Mỹ họ thường khi triển khai doanh nghiệp tại Mỹ họ sẽ làm như thế nào? Đó là bước đầu tiên thì họ sẽ làm cái công tác về mặt chuẩn bị. Đó là họ sẽ research về thông tin thị trường, đối thủ và các khách hàng. Thứ hai nữa, họ sẽ thành lập các công ty và các chi nhánh tại Mỹ.
Và cái bước thứ ba thì họ mới là hoàn thiện hồ sơ và những cái tài liệu chứng chỉ cho những sản phẩm và cho thương hiệu của họ. Ví dụ như là họ sẽ xin những giấy chứng nhận những mặt hàng liên quan đến nông sản, thì xin giấy chứng nhận là USDA hoặc là FDA. Đồng thời thì họ có thể là có những cái công tác chuẩn bị trước, đó là họ bảo hộ thương hiệu của họ trước khi họ bán hàng. Cái bước thứ hai nữa là họ triển khai và phát triển sản phẩm. Thì trong quá trình mà họ triển khai phát triển sản phẩm thì đây mới là cái bước kinh doanh chính của họ. Đó là họ sẽ xây dựng những kế hoạch marketing, họ sẽ truyền thông thương hiệu sản phẩm và họ sẽ tham gia những đăng ký những cái triển lãm hội chợ, rồi tiếp cận những cái đối tác khách hàng lớn trên toàn thế giới. Và cuối cùng là họ bắt đầu họ mới xây dựng cái nền tảng, đó là bán hàng thương mại điện tử và kênh bán hàng online. Thì với cái bước triển khai này thì tùy từng doanh nghiệp họ sẽ triển khai các bước khác nhau. Có thể có những doanh nghiệp họ sẽ triển khai bán hàng thương mại điện tử trước rồi mới bắt đầu mới tiếp xúc, tiếp cận đến những cái hội chợ, những cái triển lãm và những cái đối tượng khách hàng nhỏ lẻ khác. Và cuối cùng thì họ mới hoàn thiện cái hệ thống quản trị ERP và họ sẽ đánh giá lại cái kết quả và xây dựng lộ trình phát triển cho những cái kế hoạch ngắn hạn tiếp theo. Thì ở đây chúng ta sẽ cần phải hiểu đúng và hiểu đủ cái từ xúc tiến thương mại là gì để chúng ta có thể bán hàng thành công vào thị trường Mỹ. Thì quá trình xúc tiến thương mại là chúng ta sẽ xây dựng quảng bá thương hiệu, brand name tại thị trường nước ngoài hoặc tại thị trường trong nước. Và với cái xây dựng quảng bá thương hiệu brand name thì cũng giống như người Mỹ là chúng ta sẽ cần phải research thông tin đối thủ thị trường này, chúng ta phải thành lập công ty văn phòng và xây dựng một cái hệ thống kênh phân phối tại Mỹ này. Và tiếp theo nữa là chúng ta sẽ hoàn thiện pháp lý cho sản phẩm. Ngoài ra ấy, thì chúng ta sẽ bắt đầu đến các phương thức là xúc tiến thương mại. Chúng ta truyền thông, chúng ta tiếp thị, chúng ta bán hàng. Và cuối cùng là chúng ta sẽ chuẩn bị cái phương thức về logistics và vận tải quốc tế. Với phương thức logistics vận tải quốc tế thì tất cả các anh chị và các bạn đều có thể hiểu. Đó là nó có rất nhiều phương thức khác nhau. Nó là phương thức vận tải đa phương thức này. Rồi logistics vận tải bằng đường biển và đường hàng không này. Chúng ta có thể sử dụng các dịch vụ là fulfillment này, rồi là FBA hoặc FBM để chúng ta có thể tiếp cận hàng hóa vào những cái kho của Amazon hoặc là gửi thẳng cho merchant này. Và ngoài ra thì nó cũng có những cái phương thức khác như là checking nội địa, những cước vận tải đường ngắn hoặc là sử dụng những kho bãi để lưu trữ hàng hóa tại kho tại Mỹ. Thì với việc xây dựng quảng bá brand name tại thị trường Mỹ thì mọi người sẽ cần chuẩn bị những cái công tác chuẩn bị như thế nào? Thì chúng ta có thể nhìn thấy đó là với các công tác chuẩn bị chúng ta ở đây như bên xúc tiến thương mại Việt Mỹ có liệt kê 10 đầu mục để cho các bạn có thể nhìn thấy, đó là trước khi chúng ta xây dựng quảng bá brand name thì chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị các công tác như sau. Đó là thứ nhất, đó là đăng ký công ty tại Hoa Kỳ. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ hiển thị cái đặt trụ sở văn phòng tại Hoa Kỳ. Và chúng ta sẽ cần phải đăng ký các giấy phép kinh doanh tại thành phố, tại địa phương. Mọi người có thể chú ý một chút, đó là thị trường Mỹ nó đang khác với thị trường Việt Nam. Khi chúng ta đang kinh doanh những mặt hàng nào có điều kiện thì chúng ta sẽ phải xin giấy phép. Ví dụ như là chúng ta kinh doanh những mặt hàng liên quan đến đồ uống hoặc liên quan những mặt hàng liên quan đến trị liệu chẳng hạn, thì chúng ta sẽ phải đăng ký xin giấy phép về ngành nghề đó tại địa phương. Không giống như Việt Nam mà chúng ta chỉ thành lập công ty và trong cái đăng ký kinh doanh của chúng ta là chúng ta có thể bán được rất nhiều mặt hàng. Nhưng mà riêng tại Mỹ thì nó hơi khác một chút. Cái bước tiếp theo của chúng ta là chúng ta sẽ phải mở tài khoản ngân hàng tại Mỹ. Và trong quá trình chúng ta mở tài khoản ngân hàng tại Mỹ thì chúng ta sẽ đăng ký khai báo thuế. Đồng thời nếu như các anh chị muốn xây dựng uy tín cho doanh nghiệp của chúng ta thì chúng ta sẽ phải xây dựng điểm tín dụng cho doanh nghiệp. Nó gọi là FICO score cho doanh nghiệp của chúng ta. Và doanh nghiệp đó uy tín hay không uy tín thì nó dựa vào cái điểm tín dụng này. Các anh chị có thể thấy đó là có nhiều doanh nghiệp khi tiếp cận đến khách hàng và không bán được hàng mặc dù sản phẩm rất là tốt, đó là điểm tín dụng của doanh nghiệp của anh chị nó rất là xấu. Nó cũng giống như là điểm tín dụng của cá nhân thôi. Cho nên là cái này là các anh chị chú ý một chút, đó là tại thị trường Mỹ nó đang hơi khác biệt. Đó là họ dựa hoàn toàn vào điểm tín dụng. Cái bước tiếp theo thì chúng ta cần phải làm gì, đó là chúng ta cần lắp đặt tổng đài tại Mỹ để chúng ta tiếp nhận những cái thông tin, những cái cuộc gọi hoặc là những cái sự liên hệ của khách hàng vãng lai trong quá trình chúng ta làm marketing chẳng hạn. Và các anh chị sẽ cần có một điểm để có thể tiếp đón khách hàng. Một cái điểm đó sẽ cần
có chỗ ngồi và có cái logo của anh chị để có thể tiếp nhận thông tin, có thể chào đón khách hàng họ đến tham quan, họ đến có thể là dùng thử sản phẩm, hoặc là họ đến xem, check xem là chúng ta có văn phòng thực sự hay không. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ cần có thể quảng bá cái doanh nghiệp của mình, và chúng ta sẽ gắn logo tại vị trí đó. Và chúng ta có thể hình dung, đây là một bảng so sánh chi phí mà có thể cho các anh chị có thể hình dung cái sự chênh lệch giữa cái việc nếu như các doanh nghiệp tại các quốc gia nước ngoài triển khai khi thành lập doanh nghiệp văn phòng tại Mỹ thì nó sẽ khác biệt như thế nào. Thực ra là ở đây nó hai cái chi phí nó nặng nhất cho những cái doanh nghiệp mà mở công ty tại Mỹ, đó là chi phí đặt trụ sở văn phòng tại Hoa Kỳ. Cái chi phí này nó cũng đang rất là lớn, và chi phí thứ hai là chi phí về mặt sử dụng nhân viên tổng đài. Cho nên là cái sự chênh lệch này nó cũng đang rất là lớn. Và nếu như anh chị có sự quan tâm về cái việc mà triển khai việc thành lập doanh nghiệp tại Mỹ thì sau buổi này thì sẽ các anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến Phương để Phương có thể tư vấn thêm. Ngoài ra thì khi xây dựng cái quảng bá brand name tại thị trường Mỹ thì các cá nhân và doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi ở đây là gì? Đó là chúng ta sẽ có những nhân viên trực tổng đài và đón tiếp khách hàng. Đồng thời thì nhân viên tại Mỹ sẽ tiếp nhận các thông tin của khách hàng để có thể tổng hợp và gửi báo cáo lại cho anh chị. Thì bên Mỹ nó đang có một cái thói quen như sau, là các doanh nghiệp họ thông thường họ sẽ gửi những cái thư điện tử. Một đất nước mà đang rất là phát triển và bản thân Phương cũng thấy ngạc nhiên, đó là các doanh nghiệp ở bên này họ thường nhận những cái thư, những cái bưu phẩm và những cái từ invoice và những cái từ check ấy, của các khách hàng của các doanh nghiệp khác gửi tới. Và thông thường thì hòm thư ở bên này cũng đang hoạt động nó rất là hiệu quả. Chúng ta có thể, cách đây chúng ta có thể nhìn thấy đó là 15 hoặc 20 năm trước, Việt Nam cũng có những hòm thư và những cái địa chỉ để gửi thư. Và gần đây là chúng ta hầu như không có thể nhìn thấy những cái hòm thư đó ở tại Việt Nam, nhưng mà riêng bên Mỹ thì những hòm thư đang rất là hiệu quả. Chính vì thế là chúng ta có một địa chỉ văn phòng tại Mỹ thì chúng ta sẽ cái giá trị của nó là tiếp nhận tất cả những cái thông tin được gửi tới công ty mình. Tiếp theo thì chúng ta có thể nhận được là những cái sự trưng bày logo standy tại văn phòng đó, và chúng ta có thể sử dụng những thông tin hình ảnh tại văn phòng cho cái việc quảng bá tại Mỹ. Và cuối cùng thì khi mà xây dựng cái quảng bá brand name tại thị trường Mỹ thì chúng ta có thể là đăng sản phẩm trên các sàn của bên Mỹ, hoặc là chúng ta sẽ được truyền thông thông qua cái việc là kết hợp với xúc tiến thương mại Việt Mỹ. Và ở cái dịch vụ xúc tiến thương mại Việt Mỹ thì xúc tiến thương mại Việt Mỹ sẽ song hành như thế nào với các anh chị? Đó là chúng ta sẽ cùng nhau truyền thông quảng bá thương hiệu sản phẩm. Tiếp theo nữa là sẽ xúc tiến thương mại, tiếp thị sản phẩm và bán hàng offline. Thì xúc tiến thương mại Việt Mỹ ở văn phòng tại Mỹ đang kết hợp với rất nhiều trung tâm siêu thị, với rất nhiều đối tác khách hàng là các tổ chức doanh nghiệp của Mỹ hoặc là của người Việt Nam tại Mỹ. Xúc tiến thương mại Việt Mỹ sẽ phân phối, trưng bày và giới thiệu các sản phẩm của các doanh nghiệp ở Việt Nam tại các chợ, các siêu thị của người Á Đông, của người Việt. Và khi tham gia cùng với xúc tiến thương mại Việt Mỹ thì bên công ty cũng sẽ cung cấp cho anh các chị những cái lịch, những cái kế hoạch về hội chợ này, triển lãm thương mại mà thường niên tại Mỹ họ sẽ triển khai như thế nào để cho các anh chị tham khảo và tham gia. Đồng thời thì xúc tiến thương mại Việt Mỹ sẽ song hành cùng các doanh nghiệp để trực tiếp bán hàng, tiếp cận các khách hàng quốc tế, giúp cho các khách hàng, các doanh nghiệp tại Việt Nam có thể tiếp cận đến cái thị trường rất là lớn ở tại Mỹ này. Và sau đó thì xúc tiến thương mại Việt Mỹ sẽ tối ưu hoàn thiện cái hệ thống ERP và pháp lý sản phẩm, giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam sẽ không gặp vướng mắc vấn đề về pháp lý, về brand, về thương hiệu của doanh nghiệp với các đối thủ trên thị trường. Và đây là những cái thông tin mà xúc tiến thương mại Việt Mỹ sẽ triển khai cho các doanh nghiệp khác ở tại thị trường Việt Nam. Ví dụ như là xúc tiến thương mại Việt Mỹ sẽ làm các dịch vụ về marketing, SEO tại thị trường Mỹ này, truyền thông và marketing
chính tại những cái nền tảng báo đài tại Việt Nam. Tại sao là chúng ta lại phải truyền thông tại báo đài Việt Nam? Vì các khách hàng quốc tế hoặc là các khách hàng tại Mỹ, họ thường sẽ quan tâm đến cái thông tin, cái uy tín của doanh nghiệp được online, được dễ dàng tìm kiếm. Thì nếu như chúng ta khi làm cái brand về mặt thương hiệu của chúng ta tại thị trường Mỹ mà chúng ta quên làm brand tại Việt Nam, thì đôi lúc họ cũng có thể họ thấy là doanh nghiệp này hiện chưa có những cái điểm uy tín đối với các doanh nghiệp trong nước. Bởi nếu như chúng ta đến từ doanh nghiệp đến từ Việt Nam thì chúng ta chủ yếu các sản phẩm của chúng ta đến từ việc làm gia công này, hoặc là chúng ta sẽ đến từ cái việc làm sản phẩm từ nông nghiệp, hoặc là một số sản phẩm đến từ cái việc mà sản xuất về thủ công mỹ nghệ. Vậy thì nếu như chúng ta đang không có cái thông tin nào đó tại báo đài Việt Nam thì cái doanh nghiệp của chúng ta cũng chưa chắc đã được gọi là chứng minh là chúng ta đến từ Việt Nam. Cho nên là cái gói truyền thông này cũng là một cái gói mà chúng ta cần phải chú ý. Nếu như các anh chị hiện tại đang chưa có làm thì các anh chị có thể tự tìm hiểu thêm để gia tăng cái giá trị thương hiệu của mình tại trong nước. Và ngoài ra thì bên xúc tiến thương mại Việt Mỹ sẽ giúp cho các anh chị có thể xin các giấy chứng nhận về FDA và USDA tại thị trường Mỹ và đăng ký bảo hộ thương hiệu. Và thực ra là những cái gói này nó sẽ là cái gói của chính cơ quan Mỹ họ cấp. Ví dụ như là FDA thì chúng ta có thể đăng ký tại thị trường Mỹ với giá trị có thể là từ 1.000 đô cho đến nếu như chúng ta đăng ký cho cả một cái hệ thống dây chuyền thì nó lên đến 150.000 đô. Thì những cái đơn giá này là đơn giá do chính bên các cơ quan của thị trường Mỹ họ cấp. Tiếp theo nữa thì chúng ta có thể chú ý đó là trong quá trình khi tham gia xúc tiến thương mại Việt Mỹ, chúng ta có thể cùng nhau tham gia cái hội chợ triển lãm thương mại tại Mỹ. Ví dụ như ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 3 năm 2023 này, thì bên xúc tiến thương mại Việt Mỹ có tham gia cái hội chợ là Nature Product Expo tại California. Thì với cái hội chợ này là cái hội chợ mà về các sản phẩm chế phẩm từ nông nghiệp và lớn nhất tại thị trường Mỹ. Và với hội chợ đó, nó sẽ giúp cho những cái doanh nghiệp ở Việt Nam có thể quảng bá những cái sản phẩm đi thế giới. Và trong hội chợ đó thì bản thân Phương có tham gia và đã gặp được 5 doanh nghiệp ở Việt Nam. Và 5 doanh nghiệp đó thì chủ yếu đang bán về, một doanh nghiệp thì là đang bán về nước dừa, các chế phẩm từ quả dừa. Một doanh nghiệp thứ hai là đang bán về các mặt hàng thủ công mỹ nghệ. Và một doanh nghiệp nữa thì đang bán về cà phê và những cái sản phẩm về chè và cà phê. Còn 2 doanh nghiệp còn lại thì đang bán về những cái sản phẩm như gia vị, đồ tiêu. Và đây là một cái sản phẩm mà hôm đó Phương có đi có gặp một cái anh đó là anh Dũng Nguyễn. Và đây là cái sản phẩm là đến từ DH Food. Thì đây là những cái hội chợ mà nó giúp cho những doanh nghiệp Việt Nam để quảng bá nó rất là tốt tại thị trường Mỹ. Thì xúc tiến thương mại Việt Mỹ sẽ song hành cùng với các anh chị để cung cấp các anh chị thông tin về những hội chợ đó. Ngoài ra trong phần logistics về vận tải quốc tế, hay là chúng ta sẽ cần quan tâm đến những cái dịch vụ nhỏ trong đó. Ví dụ như là các anh chị ở đây đang, các bạn đây đang bán những mặt hàng về thương mại điện tử, thì chúng ta sẽ quan tâm đến những cái gói dịch vụ nào, ví dụ như những gói dịch vụ về giao hàng về FBA hoặc FBM này. Chúng ta quan tâm đến cái dịch vụ mà fulfillment, những dịch vụ mà lưu kho bãi, đóng gói hoặc là repack những cái sản phẩm. Và sau đó thì là sẽ liên hệ đến những đơn vị mà USPS để có thể ship hàng cho khách hàng. Hoặc là các anh chị có thể quan tâm đến những cái vận tải đường biển hoặc là đường hàng không. Thì ở đây bên xúc tiến thương mại Việt Mỹ sẽ hỗ trợ song hành và cung cấp những thông tin cho các anh chị, có thể cho các bạn để có thể bán hàng một cách nhanh chóng. Và với những cái dữ liệu và thông tin cần thiết, các doanh nghiệp mà cần chuẩn bị là gì, các cá nhân hoặc là các doanh nghiệp cần chuẩn bị ở đây là gì để có thể thành lập doanh nghiệp tại Mỹ, thì các bạn sẽ cần phải cung cấp những thông tin về chủ doanh nghiệp, các cổ đông có thể thành lập tại Mỹ. Thì
Mỹ là một đất nước tư bản, và với Mỹ thì sẽ không có gì là không thể làm được. Cho nên với những doanh nghiệp mà được thành lập bởi những cổ đông từ nước ngoài thì xúc tiến thương mại Việt-Mỹ sẽ giúp cho các anh chị có thể hiện thực hóa bằng cái việc là sở hữu một doanh nghiệp tại Mỹ. Thì ngoài cái thông tin về các chủ doanh nghiệp và cổ đông cần thành lập tại Mỹ thì các anh chị sẽ cần phải chuẩn bị thêm cả những cái, ví dụ như là thông tin về logo, rồi là biển hiệu hoặc là những cái profile của doanh nghiệp mình, để trong quá trình thành lập doanh nghiệp tại Mỹ thì bên bên xúc tiến thương mại Việt-Mỹ sẽ hỗ trợ cùng với luật sư để tư vấn các anh chị thêm những cái giá trị khác, ví dụ như là bảo hộ thương hiệu, bảo hộ về mặt sản phẩm của mình tại Mỹ. Ngoài ra thì với cái dịch vụ quảng bá thương hiệu tại Mỹ thì chúng ta sẽ cần chuẩn bị những cái gì? Chúng ta sẽ cần chuẩn bị những cái hồ sơ đăng ký hỗ trợ này, triển lãm thương mại này, danh sách bán hàng các sản phẩm này, hàng mẫu trưng bày mà chúng ta cần trưng bày tại hội chợ, các danh sách sản phẩm cần đăng lên sàn thương mại điện tử và những cái thông tin các sản phẩm mà cần kiểm tra chứng nhận bảo hộ thương hiệu này, hoặc là những tài liệu hồ sơ xin chứng nhận FDA và USDA. Về dịch vụ logistics và vận tải quốc tế thì các doanh nghiệp sẽ cần chuẩn bị là các danh sách sản phẩm cần xuất khẩu, cái kế hoạch xuất khẩu chúng ta sẽ cần xuất khẩu trong thời gian tới là gì, và thông tin doanh nghiệp sản phẩm cần làm để làm các thủ tục hải quan tại hai đầu tại Việt Nam và Mỹ. Thì đây là những dữ liệu cần thiết nhất mà các doanh nghiệp mà cần chuẩn bị cho quá trình chúng ta bán hàng vào thị trường Mỹ. Ở đây thì Phương có hai câu mà muốn gửi tới các bạn trước khi mà chúng ta bán hàng tại Mỹ. Đó là nhập ra tùy tục, thì đây là ngạn ngữ Việt Nam. Có nghĩa là khi chúng ta đang bán hàng tại thị trường Việt Nam và chúng ta bán hàng tại thị trường Mỹ, thì chúng ta hãy học cái cách làm sao để chúng ta bán hàng như người Mỹ, và chúng ta hãy làm thế nào đó để mình học cái văn hóa, hiểu được văn hóa người Mỹ, chứ chúng ta không nên dùng cái văn hóa bán hàng hoặc cái cách bán hàng của Việt Nam để bán hàng bên Mỹ. Bởi vì trước sau gì thì nếu như chúng ta dùng một cái văn hóa khác để gia nhập vào một văn hóa của một quốc gia khác, thì cái phương thức đó, cái cách làm đó kiểu gì cũng sẽ bị đào thải. Cho nên ở đây là Phương gửi đến anh chị cái câu đó là nhập ra tùy tục. Và ngoài ra thì có một câu nữa là của ông Peter Frank Drucker, thì ông có nói một cái câu như này, đó là nếu bạn muốn làm cái gì đó mới thì hãy ngừng làm một cái gì đó cũ. Nghĩa là nếu như bạn muốn làm cái gì đó mới thì bạn phải thay đổi phương thức thì bạn mới ra kết quả mới. Còn nếu như bạn vẫn dùng phương thức cũ thì kết quả nó vẫn là kết quả cũ. Và chúc các anh chị thành công ạ. Dạ vâng, xin được cảm ơn anh Phương. Phần chia sẻ rất kỹ càng đúng không? Và trong cái quá trình khi mà anh Phương cũng như là anh Dũng chia sẻ thì quý vị khán giả cũng đặt ra cho chúng ta rất nhiều câu hỏi. Ngay bây giờ thì có lẽ là không để quý vị đợi lâu nữa, mình sẽ cùng nhau tiến tới phần Q&A luôn, để hai vị diễn giả, anh Dũng cũng như là anh Phương sẽ trực tiếp giải đáp tất cả những cái thắc mắc của quý vị đang đặt ở trong phần chat box này. Đầu tiên thì câu hỏi được đặt ra sớm nhất đó là đến từ bạn Anh Lương. Bạn có đặt ra câu hỏi đó là trên các nền tảng thương mại điện tử như là Amazon hay là Etsy thì người mua hàng có coi trọng việc shop đó hay là brand đó có công ty tại Mỹ hay không ạ? Câu hỏi này có lẽ là em sẽ nhờ anh Dũng chia sẻ cho bạn Anh Lương ha. Rồi, anh Dũng ơi, mình mở mic giúp em nhé. Em mời cả anh Dũng cả anh Phương mình sẽ mở mic nhé, để chúng ta sẽ có phần trao đổi tương tác trực tiếp cùng với cả các vị khán giả đang có mặt luôn. Câu hỏi này của bạn nói chung là rất Anh là hay. Lương ạ. Của anh Thanh Lương đúng không? Rất là hay. Thực ra thì các nền tảng như Amazon, FC thì cái việc mà có doanh nghiệp tại Mỹ thì mình nghĩ là nó tác động sự rất là tích cực đến cái gọi là lòng tin của người mua hàng. Một số khách hàng của Mỹ thì người ta sẽ tự tin hơn khi mua hàng của những thương hiệu mà có mặt tại 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 địa phương nhé các bạn nhé. Đặc biệt là tại cái nước, tại cái quốc gia hoặc là tại cái tiểu bang mà người ta đang sinh sống chẳng hạn, thì người ta nó tạo ra một cái sự tin tưởng ổn định. Thì việc có một cái doanh nghiệp Mỹ thì có thể là mang lại cho người ta mang lại cho người tiêu dùng những cái lợi ích. Thứ nhất đó là cái lợi ích về cái sự uy tín và một cái niềm tin cậy của cái sản phẩm đấy. Thì người mua hàng thì người ta có thể gọi là
trao cái niềm tin cao hơn vào một cái doanh nghiệp, đúng không nhỉ? Khi mà doanh nghiệp đấy nó có pháp lý đầy đủ tại 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 quốc gia tại Mỹ, và điều này thì nó giống như kiểu là người ta tin tưởng hơn về cái chất lượng sản phẩm, dịch vụ cũng như là cái việc mà hỗ trợ sau khi bán hàng. Bởi vì có những cái thương hiệu nhiều khi là người ta muốn kết nối sau khi mà người ta mua trên sàn chẳng hạn, người ta có thể tìm kiếm ở trên 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 Google, sau đó là người ta thấy có cả trên sàn Amazon, và người ta có thể lên trên Amazon người ta mua sản phẩm đấy với thương hiệu của mình, và người ta tìm hiểu thấy công ty đấy có mặt cả tại ở Mỹ, đúng không nhỉ? Có cả website, có cả thông tin pháp lý, có cả người trực hotline 24/24. Thì ở những cái lần sắp tới, ví dụ có những cái dịch vụ hay là có những cái chương trình khuyến mãi, người ta hoàn toàn không có thể, người ta không nhất thiết người ta phải lên sàn người ta mua nữa, người ta có thể gì ạ? Người ta có thể lên website người ta mua trực tiếp, hoặc là người ta muốn call với lại hotline, qua hotline để người ta có thể giao tiếp và hỗ trợ một cách thuận tiện hơn về cái việc mua hàng, hoặc là có những cái vấn đề về giải đáp thắc mắc thì người ta hoàn toàn có thể liên hệ trực tiếp với lại tổng đài viên của cái doanh nghiệp mà có mặt tại Hoa Kỳ mình, đúng không nhỉ? Thì cái yếu tố thứ hai đó là cái việc mà có thương hiệu ở Mỹ thì tạo ra một cái môi trường giao tiếp thì rất là tốt và thuận tiện hơn cho cái người mua. Thời gian phản hồi thì chắc chắn là mình nghĩ là nhanh hơn rồi, đúng không ạ? Rồi tăng khả năng giao tiếp thông qua các kênh để tạo ra một cái cảm giác tiện lợi và tăng được cái độ hài lòng cho khách hàng nhá. Và khi mà các bạn có doanh nghiệp tại Mỹ thì các bạn sẽ đáp ứng được các quy định cũng như là những cái tiêu chuẩn tại Mỹ, và cho phép những cái thương hiệu mà các bạn đang bán thì tuân thủ quy định những cái chính sách tại địa phương để bảo vệ người dùng, đúng không ạ? Rồi quyền lợi của khách hàng cũng như là chất lượng sản phẩm, từ đó tạo ra một cái sự tin cậy cho khách hàng. Tuy nhiên thì ngoài những cái ưu điểm ấy, thì đối với một số khách hàng thì cái việc mà có một cái doanh nghiệp tại Mỹ thì nó cũng tùy ngành hàng thôi, chứ nó cũng không hẳn là một cái yếu tố quyết định duy nhất đâu nhá. Những cái yếu tố khác như là chất lượng sản phẩm này, hay là những cái đánh giá review, hay là những cái uy tín của thương hiệu thì nó cũng rất là quan trọng. Một số người mua hàng thì người ta có thể chú trọng đến cả những cái nguồn gốc xuất xứ hay là lịch sử của cái thương hiệu ấy đấy hơn là cả cái vị trí của doanh nghiệp nhá. Nó tùy ngành hàng, nhưng về bản chất thì khi mà có doanh nghiệp tại Mỹ thì mình nghĩ là nó mang lại một cái giá trị, một cái sự uy tín và tin cậy hơn cho khách hàng. Nên là các bạn khi mà bán hàng trên Amazon hay là SC ấy, thì mình nghĩ là các bạn nếu mà muốn bán lâu dài hoặc là muốn làm cho cái mô hình của mình nó chuyên nghiệp lên thì các bạn nên có doanh nghiệp tại Mỹ nhé. Dạ vâng, em cảm ơn anh Dũng chia sẻ rất kỹ càng dành cho bạn Thanh Lương. Câu hỏi số 2 đấy là từ bạn mà có đang để tên ở trong Zoom này là Đeo, thì bạn có hỏi là mình đang có tài khoản Amazon cá nhân và bây giờ thì mình muốn đăng ký doanh nghiệp LLC tại Mỹ với info của mình, thì lúc này mình tạo thêm một tài khoản bán hàng với Amazon theo hình thức doanh nghiệp thì info của mình bị trùng, có vấn đề gì cho rủi ro tài khoản của mình không? Vì trùng hai info, vì bị trùng hai info, hay là chúng ta có cách nào khác để xử lý vấn đề đấy hay hơn ạ? Câu hỏi này thì chắc là em sẽ nhường lại cho anh Phương ạ. Em mời anh Phương. Dạ, anh Phương bật mic lên giúp em nhé. Với câu hỏi này thì bản thân Phương và Dũng đều có thể trả lời được. Thì trước mắt là mình sẽ trả lời cho bạn về cái thủ tục về doanh nghiệp tại Mỹ thì cho bạn hiểu. Còn về tài khoản bán hàng của Amazon thì bạn Dũng sẽ bổ sung thêm nhé. Thứ nhất là với LLC thì tại Mỹ thì nó sẽ phải là có info của người Mỹ và phải có người có thẻ xanh tại Mỹ để là đứng làm đại diện. Thì hầu hết là có thể mở LLC cho người nước ngoài. Nhưng mà với LLC cho người nước ngoài đó thì cái info của bạn, bạn chỉ có thông tin công ty thôi và bạn sẽ không có số tài khoản ngân hàng. Đó. Thế thì nếu như bạn bán hàng ở Amazon mà không có tài khoản ngân hàng thì bạn có thể add được một số cổng thanh toán khác cũng được. Tuy nhiên ấy, đó là với cái info của bạn tại LLC thì Amazon sẽ không có gây quá nhiều khó khăn. Tuy nhiên với cái việc mà info của bạn khi mà đăng ký trong tài khoản của công ty đó thì có thể bước đầu là Amazon thông qua một số cái policy của nó, cái chính sách của nó
thì có thể tài khoản của bạn sẽ gặp một số trở ngại ban đầu. Nhưng mà thông thường thì những cái nền tảng bán hàng như Etsy, eBay và Amazon, bản thân tại sao họ đến có hàng triệu những cái quy định, những cái policy của nó. Mục đích của nó đó là làm gì? Đó là tạo ra sự công bằng trong quá trình bán hàng và mua hàng. Cho nên là nếu như chúng ta đang gặp một số trở ngại nào đó từ sàn, một số cái quy định từ sàn, thì khả năng cái thông tin của chúng ta, những cái mà tài khoản bán hàng của chúng ta đang có những cái thông tin nó đang vướng vào chính sách đó. Nhưng nếu như cái tài khoản của bạn thuộc về doanh nghiệp thì thông thường sàn họ sẽ hỗ trợ support được nhiều hơn. Còn nếu như info của bạn đang là cá nhân, ví dụ như là tài khoản Amazon của bạn đang tạo bởi tài khoản cá nhân, thì cái việc mà hỗ trợ support đó nó sẽ gặp trở ngại rất nhiều, và thậm chí là bên các đội ngũ chăm sóc hàng của sàn họ sẽ không phản hồi, và họ chỉ có ghi một cái câu duy nhất, đó là bạn đang vi phạm chính sách của ABC. Đó, thì đây là cái câu trả lời của Phương. Thì bạn Dũng có câu trả lời nào bổ sung thêm cho bạn Đeo này không nhỉ? Vâng, ok. Ok anh Phương, em xin bổ sung thêm một chút, đó là cho bạn Đeo là cái việc mà bạn sử dụng tài khoản Amazon mà lại hai tài khoản chung một info là điều cấm kỵ nhé, khi mà kinh doanh trên nền tảng nhé. Bởi vì Amazon người ta quy định là chỉ một cá nhân với một thông tin tài với một cá nhân kinh doanh trên Amazon chỉ có một info duy nhất thôi, tức là chỉ có một tài khoản thôi. Bạn đã xác định bán cá nhân thì bạn đăng ký dưới dạng cá nhân, mà bạn đã xác định bán doanh nghiệp thì đăng ký với dạng doanh nghiệp, chứ không được phép trùng hai thông tin trên một tài khoản. Nó sẽ dẫn đến việc bị relate tài khoản sau này nhé. Ok, đó, nên là bạn cân nhắc khi mà sử dụng các thông tin info để đăng ký tài khoản nhé. Đã đăng ký doanh nghiệp thì đăng ký làm luôn doanh nghiệp, làm luôn business là business doanh nghiệp. Còn đã cá nhân là làm luôn business, làm luôn cái thông tin info đăng ký là cá nhân, thì không được phép lẫn lộn giữa hai cái thông tin này nhé. Dạ vâng. Em cảm ơn hai anh, câu trả lời rất kỹ càng dành cho bạn để bạn có thể cân nhắc về việc là mình sẽ lựa chọn tài khoản như thế nào. Câu hỏi số 2 đến từ câu hỏi thứ 3 đến từ bạn Phạm Thanh Yến. Bạn có đặt ra hai câu hỏi. Đầu tiên đấy là bạn muốn hỏi là FBM liệu còn thịnh trong vài năm tới nữa không ạ? Và một ý nữa mà bạn muốn hỏi đó chính là sản phẩm nước mắm truyền thống thì có thể đi FBA được không? Kết hợp. Dạ. Okay. Em sẽ Dũng dạ. Mình xin trả lời câu này của bạn Yến nhé, Phạm Thanh Yến này. Thì FBM, FBM liệu còn thịnh hành trong vài năm? Thực ra FBM nó vẫn là mô hình mà rất nhiều seller khi mà kinh doanh trên các sàn như Amazon lựa chọn. Bởi vì thực ra thì FBA thì chỉ Amazon mới có thôi, đúng không ạ? Chỉ có kinh doanh trên nền tảng Amazon là một cái mô hình gần như là chuyên nghiệp thì mới có FBA thôi. Còn các bạn kinh doanh trên Etsy hay là kinh doanh trên eBay hay là các nền tảng khác, đúng không nhỉ, không phải Amazon, thì các bạn buộc phải sử dụng mô hình FBM. Nó còn tùy vào cái ngành hàng, tùy vào sản phẩm của các bạn, nên là các bạn sẽ phải tự lựa chọn cho mình cái mô hình phù hợp. Thì FBM thực ra thì mình nghĩ là nó vẫn sẽ thịnh hành trong những năm tới, tùy thuộc vào cái sản phẩm mà bạn lựa chọn. Ví dụ như những ngành hàng về POD, đúng không ạ, những ngành hàng về POD là print on demand ấy, tức là in theo yêu cầu ấy, thì không thể làm FBA được, bởi vì cái đặc thù của nó là sản phẩm nó thay đổi liên tục. Và thông thường là sản phẩm tùy theo cái custom mà khách người ta lựa chọn, đúng không nhỉ? Đó, còn một số dòng sản phẩm vật lý mà các bạn có thể tự sản xuất được hoặc cải tiến được, hoặc là các bạn là những cái doanh nghiệp mà có thể sản xuất được cái số lượng lớn sản phẩm ấy, thì các bạn có thể hướng đến FBA là mô hình kinh doanh trực tiếp vào kho Amazon, đẩy hàng vào kho Amazon. Còn mình nghĩ thì trong những năm sắp tới thì mô hình FBM vẫn làm ổn nếu mà bạn có những cái sản phẩm đặc thù về cái mô hình này nhé. FBM thì thực ra thì nó là một cái mô hình cũng khá rộng. Các bạn có thể thuê kho ngoài ở Mỹ hoặc là có thể đẩy hàng trực tiếp từ Việt Nam đi khi mà có đơn hàng. Thì nói chung là tùy vào sản phẩm, tùy vào mô hình và vốn của các bạn, thì các bạn sẽ tự lựa chọn cho mình cái mô hình phù hợp nhé. Câu hỏi thứ hai của bạn Yến là sản phẩm với nước mắm có bán được FBA ở FBA không, đúng không? Thực dạ. ra thì ở Việt Nam mình ấy, thì mình thấy là các dòng sản phẩm ở Việt Nam mình như nước mắm hay là các sản phẩm về cà phê hay là các sản phẩm như kiểu là hạt điều La Fuco hiện tại hay là Sun Hau đã có mặt ở Amazon. Đó, thì sản phẩm truyền thống Việt Nam thì mình vẫn luôn muốn xuất hiện tại thị trường Mỹ, bởi vì nó là một cái, bởi vì cộng đồng người Mỹ ở Việt, cộng đồng người Việt ở Mỹ hiện tại có đâu đó tầm khoảng, như trên cái slide của anh Phương có thống kê là khoảng hơn 2,2 triệu
người Việt tại Mỹ, đúng không? Thì nếu mà bạn xác định bán cho cái tệp khách hàng là người Việt tại Mỹ thôi, thì mình nghĩ là cái sản phẩm của bạn cũng cũng đã được gọi là đông đảo người Việt, người ta ở Mỹ, người ta sử dụng rồi. Đó. Nên là cái việc mà bạn đưa sản phẩm truyền thống của quê hương ra, thì với cá nhân như mình là một seller thì mình rất là khuyến khích. Đó. Bán được FDA không? Bán được FDA không? Bán được. Yeah. Nhưng mà để bán được thì bạn cần nghiên cứu kỹ về cái sản phẩm, nghiên cứu kỹ về ngành hàng, xem về các giấy phép liên quan đến cái sản phẩm nước mắm, để các bạn có thể xuất khẩu được thành công cái sản phẩm đấy ra thị trường Hoa Kỳ nhé. Còn sản phẩm đấy thì mình có thể chắc chắn là bán được, bởi vì nhiều dòng sản phẩm còn khó hơn cũng bán được, chứ không thể nói là như sản phẩm nước mắm. Nhưng mà cái ngành hàng về nước mắm nó cũng sẽ đặc thù một chút, bởi vì là người nước ngoài thì không biết là người ta sử dụng cái gia vị hàng ngày thì người ta có hay cho nước mắm không, nhưng mà như người Việt, đã là người Việt mà khi mà trong các bữa ăn thì không thể thiếu được cái món gọi là nước mắm rồi, đúng không ạ? Nên là bạn nếu mà muốn bán trên Amazon thì bạn cân nhắc kỹ và tìm hiểu kỹ về cái dòng ngành hàng và dòng sản phẩm đấy nhé. Dạ vâng. Dường như anh Dũng này với cái câu hỏi của bạn mình có về nước mắm thì mình về bạn Yến thì mình có một cái câu trả lời gợi ý cho bạn thêm một chút nữa. Đó là ngoài cái việc mà bạn bán hàng FBA hoặc FBM trên cái nền tảng online, thì bản thân bên Việt Mỹ cũng đang có kết nối contact đến những cái trung tâm là cái siêu thị cho người Việt và người Á Đông tại 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 Mỹ. Thì với cái sản phẩm là nước mắm thì như Phương đang ở bên Mỹ thì Phương thấy đó là cái sản phẩm đó được tiêu dùng hầu như hàng ngày trong các gia đình người Việt, thậm chí là những người châu Á ở đây. Thì nếu như mà bạn có muốn có đưa hàng vào các siêu thị đó thì sau buổi Zoom này thì sẽ liên hệ đến bạn support ở trong Zoom. Bạn ấy sẽ kết nối và để cho bên Việt Mỹ sẽ tư vấn thêm cho bạn cách làm thế nào để đưa cái sản phẩm nước mắm đó vào chợ ở bên Mỹ. Thì một cái gợi ý, một cái chú ý thêm cho bạn trong cái quá trình chúng ta học Zoom như này. Dạ vâng, cảm ơn anh Phương cũng đã có lời chia sẻ. Ở cuối giờ của chúng ta thì chúng tôi cũng sẽ gửi một cái mã QR để cho quý vị có thể quét mã. Và đây sẽ là cái nhóm Zalo để mọi người có thể trao đổi cũng như là đặt thêm câu hỏi cho hai vị diễn giả. Ngoài ra là cũng sẽ có thể liên hệ với cả Xúc Tiến Thương mại Việt Mỹ sẽ hỗ trợ để có thể giúp những các anh chị đang có mong muốn là thành lập doanh nghiệp hay là bán hàng. Thì có thể trao đổi thêm cùng với cả Xúc Tiến Thương mại Việt Mỹ. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả câu hỏi số 4. Bạn Phương Vũ cũng đặt câu hỏi liên quan đến một ngành hàng, đấy là bán đồ thủ công mỹ nghệ hay là bưu thiếp thì có cần đăng ký thương hiệu hay không ạ? Với cái câu này thì mình xin phép trả lời, đó là khi bạn bán một cái sản phẩm gì đó, bạn cũng sẽ cần phải đăng ký thương hiệu cho nó. Nếu như bạn bán hàng online với cái số lượng bước đầu thì có thể bạn chưa cần, nhưng mà trong tương lai thì bạn sẽ cần đăng ký thương hiệu. Bởi vì sao? Thứ nhất, nó là để đảm bảo được cái sản phẩm của bạn. Khi mà bạn bán với số lượng lớn chẳng hạn, thì cái sản phẩm của bạn sẽ được đăng ký và được bảo hộ. Ngoài ra ấy, thì trong quá trình bán những cái mặt hàng này, thì bạn chú ý cái việc bảo hộ thương hiệu của các sản phẩm khác, của các doanh nghiệp khác và của các thương hiệu khác. Ví dụ như Phương lấy ví dụ như là hiện tại những cái thương hiệu của bên Mickey, của cái con chuột Mickey mà chúng ta có thể xem cái phim hình ngày xưa ấy, thì bên công ty đó đã bảo hộ thương hiệu về kiểu dáng, về hình dáng. Nghĩa rằng là nếu như mà nó đang các bạn đang có những cái sản phẩm mà giống như con chuột Mickey, có nghĩa là nó có một cái hình tròn, sau đó là nó có hai hình tròn nhỏ ở trên nó giống như cái tai ấy, thì cái sản phẩm của bạn nếu như khi bạn bán đến một cái doanh số nào đó lên đến 1 triệu đô chẳng hạn, thì có thể bạn sẽ gặp khả năng vấn đề về kiện về kiểu dáng đó. Đó, cho nên là khi chúng ta bán hàng vào thị trường Mỹ thì cái tiêu chuẩn của Mỹ nó cũng đang rất là ngặt nghèo, và các doanh nghiệp khác họ cũng cần bảo hộ cái hình ảnh và thương hiệu của họ. Cho nên là nếu như các bạn muốn đảm bảo được cái quyền lợi cho mình, sản phẩm của mình và thương hiệu của mình trong tương lai, thì mình đề xuất là các bạn nên nghiên cứu cái phương thức là đăng ký bảo hộ thương hiệu. Dạ vâng, cảm ơn anh Phương. Nói chung là bất cứ sản phẩm nào cũng thế đúng không? Để không chỉ tạo ra uy tín mà còn để đảm bảo cho chính mình nữa, thì chúng ta cũng nên đăng ký về thương hiệu cho mình. Câu hỏi số 5 tới từ bạn Kelvin Nguyễn. Bạn có hỏi đấy là để tạo tài khoản Amazon US thì ngoài tạo LLC Mỹ thì em cần chuẩn bị những giấy tờ gì cho bản thân ạ?
Và người Việt mà dùng LLC Mỹ thì Amazon có gây khó khăn gì không? Và lúc tạo tài khoản Amazon thì dùng địa chỉ IP Việt Nam hay là Mỹ ạ? Có 3 ý nhỏ luôn. Dạ. Ok, để em trả lời câu để em trả lời cái ý trước của bạn là tạo tài khoản Amazon thì dùng địa chỉ IP Việt Nam hay Mỹ, thì khi mà tạo tài khoản thì Amazon ấy, thì đầu tiên là các bạn phải có hai loại tài khoản các bạn cần phải lựa chọn ngay từ lúc ban đầu khi mà đăng ký, đó là tài khoản cá nhân hay là tài khoản doanh nghiệp. Đó. Thì nếu mà các bạn chọn cá nhân thì các bạn chuẩn bị cá nhân hay doanh nghiệp thì các bạn cũng đều chuẩn bị giấy tờ như nhau, chỉ có khác mỗi cái thông tin đăng ký là thông tin doanh nghiệp hay là thông tin cá nhân thôi nhé. Thì các bạn cần chuẩn bị cho mình một cái hộ chiếu đó, hoặc là một cái, nếu mà đăng ký bằng in cá nhân ấy, thì các bạn sử dụng cho mình một cái hộ chiếu hoặc là một cái căn cước công dân gắn chip ở Việt Nam nhé. Đó, và một trong hai loại nhé mọi người nhé. Đó, hai là cái sao kê ngân hàng. Dạ, hai là cái sao kê ngân hàng. Và khi mà các bạn đăng ký tài khoản Info Việt hay là đăng ký tài khoản là cá nhân hay doanh nghiệp ấy, thì các bạn có thể đăng ký trực tiếp tại IP Việt Nam. Bởi vì người Việt thì Việt Nam là một trong những quốc gia mà có thể bán được trên tại tại thị trường Mỹ, tại trên Amazon Mỹ nhé. Nên là không bị cấm gì cả, nên là các bạn hoàn toàn có thể đăng ký tại IP Việt Nam luôn. Ok. Thì cái giấy tờ liên quan đến cá nhân thì chuẩn bị cho mình cái hộ chiếu hoặc là cái căn cước công dân và cái sao kê ngân hàng. Còn doanh nghiệp thì chuẩn bị cho mình cái hộ chiếu của người đứng doanh nghiệp, đứng tên doanh nghiệp và cái sao kê của tài khoản doanh nghiệp. Thế thôi, là các bạn đăng ký tài khoản thôi. Đó. Thế thì mình sẽ lưu ý là cần phải chuẩn bị căn cước công dân và sao kê. Còn một câu hỏi nữa mà bạn trong ý mà bạn có hỏi đấy là người Việt mà dùng LLC Mỹ thì Amazon có gây khó khăn gì không ạ? Người Việt mà dùng LLC Mỹ thì thực ra thì cũng không có khó khăn gì cả. Không khó khăn gì cả. Thực ra thì khi mà có LLC Mỹ thì bạn càng uy tín trong 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 mắt của Amazon thôi, đúng không ạ? Ví dụ như cái đạo luật Inform gần đây chẳng hạn, là cái đạo luật mà nó xác minh lại tất cả các thông tin trên cái tài khoản ấy, thì khi mà bạn có LLC Mỹ thì mình nghĩ là bạn xác minh chắc chỉ nốt nhạc thôi là xong. Thì cái việc có LLC Mỹ thì hoàn toàn là không có khó khăn gì cả. Nhưng mà để mà đăng ký được thì các bạn phải qua một cái bên pháp lý, một cái bên luật sư và có chứng chỉ hành nghề, và như bên xúc tiến thương mại Việt Mỹ ấy, thì các bạn mới có thể đăng ký được, tự đăng ký được nhé. Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng. Xin phép mình bổ sung thêm một thông tin nữa là như này, đó là các bạn ở Việt Nam mà muốn thành lập doanh nghiệp tại Mỹ thì ngoài LLC thì nó sẽ còn một cái mô hình nữa là mô hình INC, CINC và SINC. Thì với cái mô hình đó nó cũng giống như Việt Nam, đó là LLC nó là công ty trách nhiệm hữu hạn, còn INC thì nó là công ty cổ phần. Và CINC hay là SINC hoặc là LLC thì nó sẽ khác nhau ở một cái phương thức, đó là phương thức khai thuế. Cho nên là nếu như mà các bạn muốn hỏi sâu hơn về việc thành lập doanh nghiệp cộng thêm là quá trình khai thuế như thế nào và hỗ trợ cho quá trình khai thuế trong quá trình bán hàng hoặc sau khi bán hàng thì hãy liên hệ đến bản thân mình thì mình có thể mình tư vấn cho các bạn thêm. Cái này thì bổ sung thêm cái thông tin bởi vì mình thấy nhiều người đang hỏi cái doanh nghiệp là LLC. Nhưng mà bản thân LLC nó đang gặp rất nhiều giới hạn cho chính những cái doanh nghiệp Việt Nam mà muốn bán hàng tại Mỹ. Bởi vì sao? Bởi vì cái thông tin LLC đó nó chỉ có là thông tin của người đăng ký thôi, nhưng mà chưa chắc đã mở được tài khoản ngân hàng. Đó, cho nên là cái này thì chắc là chúng ta sẽ cần phải tư vấn thêm hoặc là trao đổi thêm với các bạn nữa. Dạ vâng, đối với những vấn đề chuyên sâu hơn đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ liên hệ riêng và bên xúc tiến thương mại Việt Mỹ sẽ hỗ trợ các anh chị trong quá trình để mình làm sao mà thuận lợi nhất, thành công nhất khi mà mình tiến đến thị trường của Mỹ. Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Duy Anh. Bạn muốn hỏi là người Việt có tự đăng ký được doanh nghiệp Mỹ hay là phải thông qua một bên luật sư đại diện? Câu này mình xin trả lời luôn. Đó là quá trình khi mà đăng ký doanh nghiệp tại Mỹ, các bạn có thể đăng ký được, nhưng mà các bạn phải ở bên Mỹ. Các bạn phải ở bên Mỹ thì các bạn mới đăng ký được, các bạn đăng ký và các bạn nộp hồ sơ được và các bạn mới có sự hiện diện tại cái cơ quan để đăng ký cái doanh nghiệp tại Mỹ. Còn nếu như các bạn mà không có mặt tại Mỹ thì các bạn sẽ không đăng ký được. Bởi vì nếu như mà đăng ký được thì hầu hết là những cái công ty tại nước ngoài họ sẽ đăng ký được tại Mỹ và cũng đâu có cần luật sư đâu, đúng không ạ? Cho nên là thông thường thì để mà đăng ký nhanh nhất hoặc là thuận tiện nhất thì các bạn vẫn phải cần qua các đơn vị chuyên môn họ có kinh nghiệm để thành lập doanh nghiệp tại Mỹ.
Dạ vâng, em cảm ơn anh Phương. Bạn Phương Phan thì có đặt câu hỏi, đấy là mình đã có công ty tại Đức rồi, thì có gặp khó khăn gì không khi mà muốn đăng ký bán hàng tại Amazon Mỹ ạ? Câu này mình trả lời nhé. Dạ. Đã có công ty tại Đức thì có gặp khó khăn gì khi bán hàng tại Amazon Mỹ? Thì thực ra thì thị trường Mỹ là một trong những thị trường rất là mở. Các bạn đến từ đâu thì các bạn cũng hoàn toàn có thể bán được tại thị trường Mỹ thôi. Ngay tại Việt Nam thôi các bạn cũng đã bán được ở Mỹ rồi. Còn nếu ở Đức mà lại có doanh nghiệp sản xuất tại Đức thì các bạn nói chung là cũng rất là ok khi mà các bạn bán thêm thị trường Mỹ. Thị trường Đức là một trong những thị trường cũng khá mạnh tại châu Âu nha mọi người nhé. Là một trong những thị trường châu Âu thì theo mình được biết thì có hai thị trường lớn nhất, đó là thị trường Đức và thị trường Anh. Thị trường Pháp cũng được nhưng mà traffic không cao bằng hai thị trường còn lại. Còn lại các thị trường như Thụy Điển hay Hà Lan thì nó cũng chỉ nhỏ nhỏ thôi, nó cũng chỉ gọi là quy mô của nó trong cái giới hạn thôi. Thì thị trường Đức là một trong những thị trường cũng bán rất là tốt rồi. Nếu mà bây giờ sản phẩm của bạn mà đã sản xuất và bán được trên Amazon Đức rồi hay là Amazon Anh rồi mà bây giờ muốn mở rộng thêm mô hình, mở rộng thêm sang thị trường Mỹ nữa thì nói chung rất là tuyệt vời. Còn khi mà bán tại thị trường Mỹ thì các bạn chỉ cần tìm hiểu về giấy tờ liên quan đến cái sản phẩm mà các bạn muốn bán tại thị trường Mỹ thôi. Nhưng mà khi mà các bạn đã bán được ở châu Âu rồi ấy, các bạn đã sản xuất và bán được ở châu Âu rồi thì mình nghĩ bán ở Mỹ thì các bạn sẽ không gặp những cái trở ngại hay là những cái vấn đề gì đâu. Bởi vì như 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 kinh nghiệm của mình ấy thì mình thấy là bán tại châu Âu thì thủ tục pháp lý còn phức tạp hơn là bán tại Mỹ. Đó. Mà các bạn đã bán được ở châu Âu rồi thì mình nghĩ bán ở Mỹ sẽ không có vấn đề gì. Dạ vâng, em cảm ơn anh Dũng. Thế là bạn có thể yên tâm rồi ha. Tiếp theo là đến câu hỏi của bạn Thùy Linh. Sau khi có doanh nghiệp tại Mỹ rồi thì các vấn đề về thuế sẽ như thế nào ạ? Và các vấn đề về thuế đó sẽ được xử lý ra sao ạ? Câu này mình xin trả lời là vấn đề về thuế thì nó luôn luôn là một vấn đề mà gọi là nhức nhối và đau đầu với các chủ doanh nghiệp hoặc là những người bán hàng. Thì thuế nó sẽ có hai phần, đó là thuế dành cho doanh nghiệp hoặc là thuế dành cho cá nhân. Vậy thì khi mà bạn Linh bán hàng tại Mỹ thì bạn sẽ dùng tài khoản cá nhân để bán để đăng ký cái tài khoản Amazon. Thì khi mà bạn đăng ký tài khoản cá nhân đó thì bạn sẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Và nếu như mà bạn không chịu thuế thu nhập cá nhân, bạn không khai tự khai thì Amazon họ sẽ tính phần đó luôn cho bạn. Tuy nhiên nếu như mà với cái doanh nghiệp tại Mỹ, khi bạn thành lập doanh nghiệp tại Mỹ thì quá trình bán hàng thì bên xúc tiến thương mại Việt Mỹ sẽ song hành cùng với bạn để cùng với kế toán thuế CPA sẽ khai báo về thuế cho các bạn. Thì các bạn có thể để ý đó là thuế tại Mỹ nó sẽ khác nhau. Nó sẽ có thuế liên bang và thuế tiểu bang. Có một số nơi thì nó có thuế liên bang, có một số nơi nó có thuế tiểu bang. Và ngay kể cả thuế liên bang cũng khác nhau luôn. Thuế liên bang nó sẽ khác nhau với một số bang mà vùng sâu xa. Hoặc ngay kể cả như cái thuế VAT giống như ở Việt Nam mình hay gọi là thuế VAT ấy, thì cái nó gọi là sales tax ấy. Thì với cái thuế bán hàng đó thì mỗi một bang cũng sẽ khác nhau luôn. Cho nên là trong quá trình khi thành lập doanh nghiệp tại Mỹ thì bên xúc tiến thương mại Việt Mỹ sẽ tư vấn cho các bạn làm sao để khai báo thuế một cách tốt nhất và ổn nhất. Một cái ví dụ như sau, đó là Amazon năm 2021 thì doanh thu của họ cả năm 2021 nó là khoảng 14 tỷ đô, 14,2 tỷ đô. Tuy nhiên thì sau quá trình nộp các tờ khai thuế và báo cáo thuế thì bản thân Amazon năm đó nộp thuế cho chính phủ Mỹ là 162 165 triệu đô. Đó, và nếu mà tính ra tỷ lệ phần trăm thì 165 triệu triệu đô nó chỉ rơi vào khoảng tầm 1,1% tiền thuế. Thì đó là cái phương thức mà khai thuế của một số doanh nghiệp. Thì xúc tiến thương mại Việt Mỹ sẽ hỗ trợ cho các anh chị khai thuế giống như những doanh nghiệp đó. Làm thế nào để chúng ta nộp thuế một cách ít nhất? Ở đây chúng ta không dùng từ trốn thuế và chúng ta không thể lách thuế. Bởi bên Mỹ thì cái tội trốn thuế là cái tội mà nghiêm trọng thứ hai sau tội giết người. Đó, cho nên là chúng ta hãy cố gắng làm sao chúng ta nộp thuế đầy đủ. Tuy nhiên cách nộp thuế làm sao thì bên xúc tiến thương mại Việt Mỹ sẽ song hành cùng với các anh chị. Và ở trên mình thấy có một cái câu hỏi, đó là có một bạn hỏi liên quan đến bạn Thủy đúng không ạ, liên quan đến là làm thế nào để tăng điểm tín dụng. Thì chính cái quá trình chúng ta nộp thuế, chính cái quá trình mà chúng ta xử lý dòng tài chính cho doanh nghiệp thì từ đó là cái điểm tín dụng của
của doanh nghiệp, của công ty nó sẽ tăng lên. Đó, thì với một cái câu hỏi của hai câu hỏi của bạn thì mình xin trả lời như vậy. Dạ vâng, cũng câu hỏi liên quan đến thuế thì bạn Carol cũng có đặt câu hỏi là doanh nghiệp tại Mỹ thì sẽ phải chịu những loại thuế gì và có thuế gì thì sẽ được hoàn ạ? Ở bên Mỹ thì nó sẽ có hai loại thuế chính, đó là thuế liên bang và thuế tiểu bang. Thì thuế liên bang thì các doanh nghiệp sẽ chịu một cái mức thuế nó tương đồng nhau, nó là 21%. Tuy nhiên là với một số doanh nghiệp nó có mang tính chất đặc thù, ví dụ như là doanh nghiệp đó đặt ở cái khu vực của người da đỏ hoặc là do người da đỏ có cổ phần tham gia, thì lúc đó là cái thuế liên bang nó sẽ không còn. Và một số khu vực ở vùng sâu vùng xa thì cái thuế liên bang nó cũng sẽ được hỗ trợ với ưu đãi. Cái thuế tiểu bang thì tùy từng các bang khác nhau sẽ có những cái thuế tiểu bang khác nhau. Ví dụ như ở California chẳng hạn thì nó sẽ có thuế tiểu bang, và thuế tiểu bang nó sẽ rơi vào là 15,6% đến 17%. Nó sẽ tùy theo mức thu nhập nữa cơ, mức doanh thu nữa cơ. Và một số bang khác nhau nó sẽ có thuế tiểu bang nó khác nhau. Tuy nhiên thì cái phần mà hoàn thuế thì bản thân doanh nghiệp Mỹ họ sẽ không hoàn thuế cho chúng ta, bởi vì chúng ta đang bán hàng trên đó. Họ sẽ chỉ hoàn thuế cho một số hạng mục, ví dụ như là các công ty có sản xuất tại Mỹ. Và sau đó thì khi xuất khẩu thì họ sẽ được hỗ trợ và ưu đãi, chứ họ không có hoàn thuế. Nó không giống như chúng ta. Đó, cho nên là chúng ta sẽ cần tách biệt một chút là chúng ta ở đây đang bán hàng vào thị trường Mỹ thì chúng ta sẽ phải chịu cái mức thuế thôi. Dạ vâng. Đó, thì Carol, bạn cũng có thể lưu ý về các cái loại thuế cũng như là việc hoàn thuế khi mà thành lập doanh nghiệp tại Mỹ. Bạn Thu Trang thì đặt câu hỏi, đấy là việc quản lý vận hành doanh nghiệp tại Mỹ để bán trên các nền tảng thì có phức tạp cũng như là các cái thủ tục pháp lý có rườm rà hay không? Và đối với dịch vụ của Việt Mỹ thì có lo hết tất cả những cái công việc này cho seller không ạ? Dạ. Bạn, hay anh có cần em đọc lại câu hỏi không ạ? Bạn Thu Trang, bạn Thu Trang thì đang đặt câu hỏi, đấy là việc quản lý vận hành doanh nghiệp tại Mỹ để bán trên các nền tảng thì có phức tạp và các thủ tục pháp lý thì có rườm rà hay không? Và đối và dịch vụ của Việt Mỹ thì có lo hết toàn bộ những cái phần công việc này hay không ạ? Câu hỏi này mình có thể tách ra thành hai phần đi. Một phần thì liên quan đến vận hành doanh nghiệp và một phần là liên quan đến bán hàng. Thì phần bán hàng thì chắc là nhờ bạn Dũng trả lời, vì bạn Dũng sẽ là có kinh nghiệm rất là sâu trong mảng này, thì bạn Dũng sẽ trả lời một cách chi tiết hơn cho các bạn. Cho bạn thì với việc vận hành doanh nghiệp ấy, để mà khi mà bán hàng ở trên các nền tảng thương mại điện tử hoặc bán hàng offline, thì xúc tiến thương mại Việt Mỹ sẽ song hành cùng các doanh nghiệp đó để làm sao đảm bảo được, thứ nhất đó là chúng ta sẽ không bị sở thuế, hoặc là chúng ta không bị những cơ quan quản lý về mặt doanh nghiệp họ tuyết còi. Bởi vì nếu như chúng ta vi phạm một trong những quy định của họ thì doanh nghiệp của chúng ta sẽ bị pending, có nghĩa là bị tạm dừng trong cái quãng thời gian là tối thiểu là 3 tháng để chúng ta hoàn thiện tất cả những công việc và những cái sự việc mà chúng ta làm sai. Chính vì thế cho nên là những doanh nghiệp ở bên Mỹ thông thường họ sẽ thuê luật sư để xử lý các vấn đề về mặt pháp lý, pháp chế để tuân thủ luật pháp. Và chính vì thế đó là những cái việc tuân thủ cái quy định và pháp luật của tại Mỹ nó rất là cao. Và những cái việc này thì bên xúc tiến thương mại Việt Mỹ sẽ song hành cùng với các doanh nghiệp. Đồng thời có những cái công việc nó thuộc dạng là về chuyên môn, thì xúc tiến thương mại Việt Mỹ sẽ giới thiệu những đơn vị chuyên môn đó để xử lý. Ví dụ như là vấn đề về khai báo thuế, thì xúc tiến thương mại Việt Mỹ sẽ giới thiệu những đơn vị chuyên làm về khai báo thuế, bởi vì họ sẽ có một cái license, họ sẽ có một cái giấy phép để hành nghề trong cái công việc đó, thì xúc tiến thương mại Việt Mỹ sẽ giới thiệu cho các anh chị. Còn quá trình tư vấn về việc thành lập doanh nghiệp, xúc tiến thương mại Việt Mỹ từ Việt Nam đi Mỹ, và hỗ trợ những cái thông tin liên quan vấn đề về logistics, kho bãi, giao hàng, thì xúc tiến thương mại Việt Mỹ sẽ song hành cùng các anh chị nhiều hơn.
quá trình mà chúng ta mua bán hàng hóa, chúng ta thương mại hàng hóa tại online hoặc offline, thì xúc tiến thương mại Việt Mỹ cũng sẽ song hành cùng anh chị để làm sao cái doanh thu của chúng ta ở một cái mức nào đó, quãng thời gian bao nhiêu lâu thì chúng ta sẽ nộp tờ khai thuế chẳng hạn, thì xúc tiến thương mại Việt Mỹ sẽ song hành cùng anh chị. Em cảm ơn anh Phương. Anh Dũng sẽ chia sẻ thêm cho bạn cái cách mình làm. Thực ra thì câu này thì thực ra thì anh Phương đã trả lời gần như là đầy đủ rồi. Như mình được biết thì cái việc mà các bạn vận hành cũng như là các bạn có một cái doanh nghiệp tại Mỹ thì như anh Phương và Việt Mỹ cũng sẽ song hành cùng với tất cả các bạn trong cái quá trình mà các bạn triển khai và bán trên các nền tảng. Còn cái việc quản lý vận hành thì gần như là Việt Mỹ sẽ xử lý và lo cho các bạn về các khâu dịch vụ, các khâu về pháp lý. Còn cái việc bán hàng, cái việc quản lý thì vẫn là những cái tư duy như trước khi mà các bạn có doanh nghiệp vậy. Đó. Cái việc mà có doanh nghiệp thì nó sẽ mang lại cái độ uy tín hơn, đúng không ạ? Và Việt Mỹ sẽ lo được hết các khâu về vấn đề về thuế, về pháp lý cho các bạn, để cho doanh nghiệp của các bạn có thể tự tin bán mà không gặp bất kể một cái trở ngại nào. Hoặc là kể cả có những cái trở ngại thì Việt Mỹ vẫn có thể xử lý được cho các bạn trong cái quá trình mà các bạn bán hàng. Còn về tư duy bán hàng thì vẫn như mình vẫn chia sẻ thôi, đúng không ạ? Đó là tư duy về sản phẩm, tư duy về kho bãi, tư duy về mô hình, tư duy scale up lên khi trên các nền tảng thì các bạn đều phải phân tích và nghiên cứu kỹ trước khi mà các bạn muốn tham gia, đặc biệt là sản phẩm. Các bạn có sản phẩm thì các bạn cũng phải tìm hiểu kỹ về ngành hàng, về sản phẩm trước khi mà các bạn bán trên các nền tảng. Còn lại những cái thủ tục pháp lý thì gần như là anh Phương đã chia sẻ rồi. Dạ vâng, em cảm ơn anh Dũng. Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Phát, thì bạn hỏi về việc là về vấn đề mà hiện tại các seller đang bán hàng FBA hay là FBM đều có hiện tượng là chết tài khoản. Nghĩa là anh có thể chia sẻ kinh nghiệm để tài khoản không bị chết được không ạ? Ok, thực ra thì cái vấn đề về chết tài khoản ấy, thì nó có rất là nhiều vấn đề. Việt Nam Info Việt thì nó từ trước đến giờ thì nó không có một cái độ trust với thị trường Hoa Kỳ, đặc biệt là Amazon. Không chỉ Amazon đâu, Amazon là nói riêng thôi, còn thực ra các nền tảng liên quan đến MMO nói chung như Facebook hay là YouTube hay Google cũng gần như là không có độ trust của khi mà Info Việt sử dụng và bán hàng trên hoặc là hoạt động trên những cái nền tảng đó. Vì sao? Bởi vì Việt Nam mình là một trong những quốc gia mà có khả năng lag rất là cao. Anh em seller thì có khả năng lag và có thể tìm được những cái tool hay là tip trick rất là giỏi. Nên là cái việc mà tài khoản ở Việt Nam nó chết những cái lỗi bất thường ấy, nó bị những cái lỗi như kiểu là hiện tại là selling history hay là những cái lỗi về relate tài khoản ấy, thì mình nghĩ là cái vấn đề này là vấn đề trước đến giờ, thực ra không phải bây giờ đâu, mà là từ cái thời mình làm 2016, 17, 18 khi mà thị trường nó bùng nổ lên rồi ấy, thị trường nó nhiều người bắt đầu tiếp cận và bán hàng trên nền tảng như Amazon ấy, thì mình thấy là cái vấn đề về tài khoản nó đã khó rồi và nó đã hay bị chết vì những cái lỗi rồi. Thì để hạn chế được những cái rủi ro khi mà các bạn bán hàng trên nền tảng như Amazon ấy, thì đầu tiên là các bạn cần phải xây dựng cho mình được một cái lòng tin khi mà các bạn bán hàng trên nền tảng ấy, đúng không nhỉ? Đầu tiên là các thủ tục về pháp lý khi mà các bạn đăng ký tài khoản. Về cá nhân thì mình có nói rồi, đúng không nhỉ? Cá nhân thì chắc chắn là với một cái hộ chiếu và một cái sao kê ngân hàng, hay là một cái hộ chiếu và một cái căn cước công dân thì nó không có nhiều ý nghĩa tại Mỹ, đúng không ạ? Thì cái việc mà các bạn khi mà đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Mỹ hoặc là các bạn đăng ký với thông tin pháp nhân là doanh nghiệp thì gần như là cái độ uy tín nó sẽ cao hơn khi mà các bạn đăng ký, hơn là cái việc mà các bạn đăng ký dưới dạng cá nhân. Rồi các bạn đăng ký thương hiệu này, các bạn đăng ký cho mình một cái thương hiệu để bán tại thị trường Mỹ này, các bạn có những cái dòng sản phẩm các bạn tự sản xuất, giấy phép đầy đủ, đúng không nhỉ? Hải quan rồi tất cả những cái vấn đề về thuế các bạn có những cái bên luật sư các bạn làm chuẩn chỉ ngay từ đầu, thì cái việc chết tài khoản mình nghĩ là cái điều mà các bạn sẽ gần như không bao giờ gặp phải. Còn nhưng mà không phải ai cũng tư duy như vậy, nhưng mà không phải seller nào cũng có những cái tư duy gọi là đi đường dài như vậy. Có những seller thì tư duy thì ngắn hạn thôi, đúng không ạ? Có những seller lại tư duy những cái mô hình nó ngắn hạn, hoặc là có những cái seller tư duy theo cái mô hình nó gọi là anh em seller hay gọi là ăn sổi ấy, thì cũng không thể tránh được những cái vấn đề về chết tài khoản được cả, đúng không ạ? Nhiều khi là một con sâu nó làm rầu nồi canh. Nhiều khi là có những cái lỗi mà chỉ có một cái số ít seller thôi, nó làm ảnh hưởng đến toàn bộ một cái thị trường lớn như thị trường Việt Nam, đúng không ạ? Cho cả một cái gọi là một cái một cộng đồng về seller bán hàng trên nền tảng Amazon. Tuy nhiên thì để mà hạn chế cái vấn đề về chết tài khoản thì mình nghĩ là bạn nên làm những cái vấn đề nói chung là nó uy tín và nó chuyên nghiệp ngay từ đầu, nó chớp mang lại một cái độ chớp về Amazon ngay từ đầu.
Ví dụ sản phẩm thì các bạn cần có những cái giấy tờ đầy đủ, sản tài khoản thì các bạn nên đăng ký với pháp nhân là doanh nghiệp, đúng không ạ? Rồi bạn có thương hiệu và khai báo những cái giấy tờ pháp lý thuế với Amazon đầy đủ thì mình nghĩ là sẽ không có vấn đề gì khi mà Amazon người ta động chạm vào sản phẩm vào cái tài khoản của bạn cả. Còn lại các mô hình khác thì mình không dám chắc nha, nhưng với mô hình FBA hay là mô hình FBM thì các bạn cứ làm chuẩn chỉ thì gần như là sẽ chẳng bao giờ có vấn đề gì cả. Mình có những cái tài khoản hoạt động từ 2017 đến bây giờ, tài khoản Amazon hoạt động từ 2017 đến bây giờ và qua rất nhiều mùa quét rồi, qua rất nhiều bước xác minh call video rồi, nhưng mà chưa bao giờ có vấn đề gì cả. Vì sao? Vì tài khoản ấy là mình làm rất là tốt và gần như là mình bán không vi phạm bất kể một cái chính sách gì của Amazon cả. Ok, chúc bạn mình bổ sung một mình bổ sung một chút như này, đó là bản thân Amazon, eBay và Etsy đó là những sàn thương mại điện tử và họ hoạt động chủ yếu trên nền tảng đó là công nghệ thông tin. Vậy thì tại sao là họ hay có những cái đợt mà nó lại quét tài khoản? Đó là họ đang đảm bảo một cái nền tảng bán hàng và mua hàng công bằng. Đó, và đấy là nhiệm vụ của họ. Và bản thân Amazon và eBay họ đã chi rất nhiều tiền, con số lên đến hàng tỷ đô. Với mỗi một đợt, với mỗi một lần thì họ sẽ chi con số nó rất là lớn, số tiền rất là lớn. Chỉ để là gì? Để là làm cho cái nền tảng bán hàng của họ trong sạch và công bằng với tất cả mọi người. Và nếu như những anh chị mà đang bị quét tài khoản mà bị chết ấy, thì cũng phải rất thực sự rất là chia buồn là cái việc mà lách luật của cái cộng đồng seller của anh em bán hàng ở Việt Nam thì có thể có một số người và một số bạn đang khiến cho cái cộng đồng đó chúng ta đang bị dính vào mặt pháp lý và policy chính sách của chính cái sàn đó. Và bản thân Amazon và eBay họ sẽ không cho biết chúng ta cho chúng ta biết là họ sẽ làm gì. Ngay cả nhân viên của Amazon cũng không hiểu là Amazon sẽ làm gì tiếp theo. Và họ hoàn toàn họ sẽ bí mật cái phương thức đó. Thế thì trước đây là Amazon họ nuôi phần lớn, phần đông các đội ngũ về công nghệ thông tin. Và những đội ngũ đó là những đội ngũ rất là giỏi về về metadata. Thì với cái metadata đó thì họ sẽ làm ra rất nhiều cái chính sách, hàng triệu cái dòng chính sách chỉ để gọi là làm cho cái nền tảng bán hàng của họ trong sạch hơn. Và đến thời điểm hiện tại thì bản thân Amazon và thậm chí kể cả như Google chẳng hạn, mình nói rộng ra một chút, là thay vì họ phải tự build ra những cái đội ngũ để mà làm ra chính sách thì nó có một cái bước ngắn hơn. Đó là họ đi mua data, họ đi mua metadata về và họ sẽ gắn vào trong cái nền tảng của họ. Ví dụ, họ có thể họ sẽ đi mua những cái data check về EKYC của những các quốc gia khác. Ví dụ như Việt Nam là một đất nước đang không có sự ràng buộc về thông tin cá nhân và bản thân họ sẽ mua thông tin nó rất là nhanh, rất là dễ. Họ mua từ những nền tảng nhà mạng ở Việt Nam này, của một số cái công ty liên quan đến phần mềm, ví dụ như là những cái công ty mà đang cung cấp những cái thông tin cá nhân. Vậy thì họ sẽ update những cái thông tin đó để bổ sung vào cái chính sách của họ. Tại sao chúng ta lại cứ hay hỏi đó là vào những đợt quét tài khoản này ạ? Thực ra là lúc đó là họ đang update những cái cơ sở dữ liệu của họ để làm sao loại bỏ những người bán hàng không không minh bạch. Đó, chính vì thế là nếu như mà chúng ta đang bị vi phạm thì cũng rất là chia buồn, đó là chúng ta đang đang vướng vào một số policy của họ. Vậy thì chúng ta hãy bán hàng như người Mỹ, chúng ta hãy bán hàng giống như những người bình thường tại Mỹ, thì lúc đó chúng ta sẽ hạn chế được những cái rủi ro đó. Thì đây là những cái mình bổ sung thêm. Dạ vâng, em cảm ơn anh Phương chia sẻ rất rõ để cho các bạn có thể nắm được. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một câu hỏi tới từ, vẫn là bạn Đeo, vừa nãy thì bạn cũng đã có đặt một câu hỏi rồi. Và từ cái câu trả lời của anh Phương thì bạn cũng muốn hỏi thêm. Đấy là như anh có chia sẻ là LLC ở Mỹ thì bắt buộc phải có info của người Mỹ. Vậy thì hiện nay có nhiều đơn vị đang mở được tài khoản LLC tại Mỹ với info của người Việt. Thì trong trường hợp này có được không? Và nếu không được thì sẽ như thế nào? Khi mà bạn Đeo mà mở doanh nghiệp tại Mỹ thì bên xúc tiến thương mại Việt Mỹ sẽ tư vấn cho bạn các hình thức để mở LLC, mở SINC hay là CINC. Thì quá trình khi mà mở tài khoản đó thì xúc tiến thương mại Việt Mỹ sẽ hoàn thành cái nhiệm vụ
Còn cái info của bạn trước đây bạn đã đăng ký với Amazon và bây giờ bạn dùng cái tài khoản công ty đó để đăng ký tiếp với Amazon và có bị khóa hay không? Thì cái này nó có vi phạm chính sách của Amazon không thì bản thân Phương không nắm rõ. Tuy nhiên là nếu như bạn đăng ký một tài khoản doanh nghiệp tại Mỹ trên nền tảng Amazon thì bạn có thể kháng cáo, bạn có thể yêu cầu là Amazon support. Bởi vì sao? Bởi vì đây là tài khoản của doanh nghiệp của tôi tại Mỹ và Amazon sẽ luôn luôn bảo vệ cái sự công bằng cho tất cả mọi người. Thì nếu như mà tài khoản doanh nghiệp của bạn tại Mỹ mà đang có thông tin đầy đủ, không bị audit, có nghĩa là không bị truy thu về thuế hoặc là bị vướng về một số chính sách của nước sở tại, thì cái tài khoản của bạn trên nền tảng Amazon có thể sẽ được gỡ. Và đây là cái thông tin mà mình muốn phản hồi cho bạn. Dạ vâng ạ. Em cảm ơn anh Phương. Bạn Thanh Yến có một cái câu hỏi, đấy là hiện tại thì bạn có hai tài khoản. Tài khoản một là info của chị vợ và tài khoản hai là info của em ruột. Hai info này thì không liên quan đến nhau nhưng mà Amazon lại bảo hai tài khoản này là một. Thì không biết là hai anh có thể giải thích giúp bạn trường hợp này được không ạ? Cái này là Dũng trả lời hay là anh trả lời? Câu này em sẽ trả lời theo gọi là theo kỹ thuật mà em thường gặp phải ấy. Thì em thấy là thứ nhất là hai tài khoản, một cái info của chị vợ, một cái info của em ruột, thì đúng là info khác nhau, nhưng mà Amazon thì nó không chỉ bắt qua info nha, nó chỉ không chỉ gọi là khi mà bạn đăng ký thì nó không chỉ xác minh thông qua mỗi info đâu, nó xác minh qua ba thông số. Một theo là khi mà đăng ký tài khoản Amazon thì thường là mình vẫn nói nó là cái tỷ lệ 111, tức là 111 tức là gì, là máy, là mạng và info. Máy ở đây là máy đăng ký. Bạn hiểu không nhỉ? Bạn Yến hiểu không nhỉ? Máy đăng ký tức là gì? Bạn đăng ký một tài khoản của chị vợ bạn trên cái máy A này rồi. Thì khi mà bạn đăng ký trên máy A đấy một cái tài khoản của em ruột thì Amazon người ta phát hiện là ông này là một người nhưng mà đăng ký hai tài khoản trên cùng một máy. Thậm chí là nếu mà bạn đăng ký trên cùng một đường mạng, ví dụ một cái đường mạng Wi-Fi ở gia đình bạn, đúng không ạ? Một cái đường mạng Wi-Fi ở gia đình bạn, và bạn tự đăng ký tài khoản của chị vợ bạn và bạn tiếp tục đăng ký tài khoản của em ruột bạn trên cái địa chỉ Wi-Fi đấy, thì ngay lập tức Amazon bắt được là gì? Hai tài khoản cùng đăng ký trên một info, kể cả là khác info nhé, cũng vi phạm chính sách của Amazon. Bởi vì Amazon biết rằng là gì? Một info chỉ được một người đăng ký thôi, nên là bạn đăng ký như thế là bạn đang vi phạm chính sách của Amazon nhé. Nên là Amazon nó báo là hai tài khoản là một là chính xác mà. Đó, ok. Cái việc mà sử dụng hai tài khoản để mà bán hàng trên Amazon ấy là vi phạm chính sách, nhưng mà các bạn phải biết cách để có thể xử lý được cái vấn đề này. Thứ nhất là thông thường là các bên khi liên quan khi mà bán hàng trên Amazon thì không ai lock trên cùng một máy cả, hoặc là nếu mà lock thì cũng sẽ phải tìm cách để quản lý hai tài khoản khác nhau riêng biệt luôn, trên hai đường mạng, trên hai máy khác nhau, chứ không sử dụng trên một đường truyền hoặc là trên một máy nhá. Việc này thì vi phạm chính sách của Amazon. Thì Yến thì có phản hồi lại ý đăng ký ở trên PPS hết. VBS hả? VBS thì em đăng ký VBS. VBS thì bản chất nó là một cái máy ảo, đúng không nhỉ? Nó là một cái địa chỉ IP ảo. Và cái địa chỉ IP này nó có thể bị gì? Khi mà em mua VBS của những cái bên mà có thể là không uy tín ấy, hoặc là những cái bên mà người ta những cái bên VBS mà người ta đã cho những cái đơn vị mà những cái đơn vị mà người ta đã thuê để rec tài khoản Amazon rồi ấy. Sau đó là cái bên mà người ta cho thuê rec tài khoản Amazon đấy, người ta không dùng cái VBS đấy nữa, thì cái VBS đấy người ta lại bán lại cho em. Đó, thì cái lịch sử VBS về cái địa chỉ IP của cái VBS đấy nó đã có liên quan đến tài khoản Amazon trước đấy rồi, và em đăng ký chẳng may thôi, em đăng ký vào cái giải IP đấy trên VBS thì ngay lập tức em cũng bị gì ạ? Em cũng bị trùng IP và Amazon nó sẽ bắt được là cái địa chỉ IP đấy đã từng đăng ký trên Amazon rồi. Nó đã từng đăng ký một cái info nào đấy trên Amazon rồi, nên là em rất dễ có thể bị relate hai tài khoản với nhau và chết điên đới luôn. Nha. Đó, nên là cái VBS không phải là an toàn 100% đâu. Mình bổ sung thêm cái thông tin này một chút nữa là như mình vừa chia sẻ, đó là bản thân các sàn thương mại điện tử thay vì là họ sẽ phải tự tuyển nhân viên công nghệ thông tin để về mà lọc các dữ liệu và đưa ra rất nhiều cái policy chính sách, thế nhưng mà các sàn thương mại điện tử là họ sẽ có một phương thức khác, đó là họ sẽ bỏ tiền ra để đi mua dữ liệu. Mình ví dụ như là những cái công ty mà đang cung cấp cái địa chỉ mà IP đi hoặc proxy đi, thì bản thân các bạn có thể thấy đó là họ cho thuê một tháng có vài đô thôi đó, và nếu như chúng ta đang sử dụng một cái địa chỉ IP đó thì
bản thân họ đang có một cái nguồn doanh thu nó cũng không có cao. Nhưng nếu như bản thân Amazon họ bỏ tiền ra, họ bỏ khoảng tầm 500.000 đô hoặc 1 triệu đô để mua toàn bộ tất cả những cái lịch sử dữ liệu trước đó, cái phần metadata của cái đơn vị proxy này, thì nghĩa rằng là tự bản thân họ sẽ vừa tiết kiệm thời gian mà họ lại có những con số rất là chính xác. Và chính những cái proxy hoặc những cái VPS này của các bạn đã từng đăng nhập thì nghĩa rằng là họ sẽ update một cách nhanh nhất có thể. Và một ngày đẹp trời nào đó thì khi họ đã cập nhật những cái thuật toán của họ ấy, thực ra là cái từ thuật toán là nó cũng rất là phản ánh đúng chính xác, đó là họ sẽ nhập toàn bộ tất cả các dữ liệu vào, họ sẽ lọc đầu tiên là lọc loại toàn bộ tất cả những cái gì nó đang vướng chính sách. Sau đó thì khi các bạn kháng cáo thì họ sẽ xem xét, sau đó thì họ sẽ trả lời và có thể mở hoặc có thể không. Và những cái cách mà chúng ta đang bán hàng là chúng ta đang dùng VPS, chúng ta đang dùng những cái proxy hoặc là VPN nó đang không uy tín, hoặc là chúng ta đang dùng một cái phương thức lách luật khác thì nó đang khiến cho cái việc bán hàng của chúng ta sẽ gặp trở ngại. Vậy thì Xúc Tiến Thương mại Việt Mỹ đang cung cấp cho các anh chị một thông tin doanh nghiệp, một cái info chính chủ. Và thông qua với cái info chính chủ này thì Phương xin bổ sung thêm các anh chị cái phương thức như sau. Ví dụ như chúng ta đang có một doanh nghiệp tại Mỹ, doanh nghiệp đó nó sẽ cần phải có các chi phí. Vậy thì doanh nghiệp tại Mỹ sẽ ký hợp đồng với một công ty tại Việt Nam, ví dụ như là tại cá nhân hoặc tại Việt Nam, để làm nhân viên thao tác các phương thức liên quan. Và chúng ta khai báo luôn cái địa chỉ IP của anh chị, nó là địa chỉ chính xác là của nhân viên của mình. Thì khi đó có thể trong giai đoạn đầu các anh chị thao tác có thể bị Amazon khóa, nhưng khi kháng cáo đây là nhân viên của tôi trả lương đàng hoàng, tôi chuyển khoản bằng tài khoản từ công ty tại Mỹ về tài khoản tại Việt Nam cho chính nhân viên đó, thì cái việc kháng cáo của chúng ta nó sẽ uy tín hơn và chúng ta sẽ hạn chế được những cái sự lách luật này đó, và chúng ta sẽ giảm thiểu được những cái vi phạm chính sách của Amazon này. Thì đây là cái việc mà Xúc Tiến Thương mại Việt Mỹ sẽ tư vấn và song hành cùng với các bạn nhiều hơn, anh chị nhiều hơn. Dạ vâng, em cảm ơn anh Phương. Câu hỏi tiếp theo cũng là câu hỏi đến từ bạn Phương Vũ, liên quan tới sao kê ngân hàng, tức là mình dùng tài khoản bank của USD nội địa để đăng ký tài khoản seller ạ. Thế thì mình có thể dùng tài khoản ePay như là Payoneer có được không ạ? Liên quan tới sao kê ngân hàng thì để đăng ký tài khoản bank để nhận, đăng ký tài khoản bank đô nội địa để đăng ký tài khoản seller, thực ra thì như mình thấy là nếu mà tài khoản Info Việt ấy mà các bạn đăng ký dưới dạng cá nhân hay doanh nghiệp thì thông thường là các bạn sẽ phải nên xin cho mình cái sao kê ngân hàng nhé. Còn cái sao kê tài khoản đô nội địa như kiểu là Pipo, Pingpong hay là Payoneer hay là Hyper Wallet ấy, thì nó chỉ để xác minh một cái thông tin về tài khoản ngân hàng khi mà các bạn đã có tài khoản thôi. Còn khi mà đăng ký tài khoản thì cố gắng sử dụng cho mình cái tài khoản sao kê ngân hàng nhé, nội địa nhé, hoặc là sao kê thẻ tín dụng nhé, mà các bạn áp cái thẻ lên trên Amazon ấy. Đó, thì tỷ lệ qua nó sẽ cao hơn là các bạn sử dụng cái tài khoản gọi là sao kê của các cổng thanh toán. Cảm ơn anh Dũng. Và câu hỏi cuối cùng trong buổi workshop của chúng ta ngày hôm nay tới từ bạn Phát. Bạn có nói là hiện nay thì mình có mở tài khoản chính chủ, làm thông tin mọi thứ chuẩn bị kỹ càng, nhưng mà mình cũng muốn đi FBA, vậy mà vừa mở ra thì sau khi trừ phí là đã chết rồi. Thì rõ ràng là mình không vi phạm gì cả mà vẫn chết tài khoản. Thì không biết là các anh có thể chia sẻ kỹ hơn cho bạn về trường hợp này được không? Thực ra thì cái này thì nhiều anh em đã từng gặp. Nhưng mà mình cũng có nói rồi là thứ nhất là cái Info Việt ấy, nó không có một cái độ trust với Amazon. Độ trust ở đây là gì? Tức là Info Việt, thông tin người Việt trước đây khi mà từ trước năm 2020, trước tháng 9 năm 2021 ấy, thì tất cả những cái thông tin khi mà xác minh tài khoản ấy, thì đều phải gửi bằng hóa đơn tiện ích hết. Amazon nó không có call video tại thị trường Việt Nam, bởi vì thời điểm lúc đấy tài khoản tại thị trường Việt Nam lúc đấy gần như là loạn, vì thông tin gần như là không chính chủ hết, thông tin thậm chí là thông tin fake, thông tin giả để đăng ký trên Amazon. Và bắt đầu từ tháng 9 năm 2021 thì Amazon bắt đầu có tính năng call video trực tiếp cho seller khi mà đăng ký trên Amazon. Thì cái việc mà có call ấy thì mình thấy là nó như là một cái bước tiến cho các seller mà muốn bán hàng trên nền tảng vậy. Bởi vì thời điểm trước 2021 đăng ký tài khoản Amazon là một cái gì đấy nó vô cùng khó. Đó, nhưng mà tại thời điểm hiện tại thì khi mà côn được khoảng 2 năm trở lại đây rồi ấy, thì thị trường Việt Nam lại xuất hiện thêm các tình trạng gọi là
đăng ký tài khoản với lại một cái số lượng lớn, tức là sử dụng các info có thể là không chính chủ để nhờ đăng ký hộ. Và cái tình trạng quét tài khoản tại Việt Nam nó diễn ra vẫn là thường xuyên, do ở một cái nhóm đối tượng, đó là ở cái nhóm tài khoản đó là tài khoản mới lập. Khi mà cái tài khoản của các bạn chưa có lịch sử bán hàng trên Amazon ấy, thì những cái tài khoản mới đấy là những cái tài khoản mà rất dễ bị Amazon người ta review. Và cái việc mà Amazon review thì tài khoản info ở Việt Nam thì có khả năng bị quét những cái lỗi như selling history, tức là chết những cái lỗi không rõ nguyên nhân. Và với những cái tài khoản mới thì cái khả năng mà bị gỡ được ấy thì nó cũng 50-50 thôi. Tuy nhiên thì để mà cái tài khoản của các bạn mà không bị vi phạm chính sách hoặc là ít khi bị quét ấy, thì các bạn có thể đăng ký thông qua Amazon Global Selling nhé, là một cái đơn vị cung cấp dịch vụ tại Việt Nam hỗ trợ cho các nhà bán hàng kinh doanh trên nền tảng Amazon. Các bạn nên đăng ký trực tiếp qua đường link của Amazon Global Selling tại Việt Nam, và các bạn nên đăng ký cho mình cái pháp nhân là doanh nghiệp, và các bạn đi hàng FBA mô hình chuẩn chỉ hết thì mình nghĩ là sẽ không có vấn đề gì đâu. Và các bạn có thể thấy là đa phần là những cái tài khoản mà Amazon quét chết ấy, là những cái tài khoản cá nhân, và các bạn tự mở tự phát thì khả năng cao thì mình nghĩ là anh chị nào mà vào đợt quét mà đen vào đúng đợt Amazon người ta quét tài khoản thì khả năng cao là những cái tài khoản mới, có thể của mình nhé. Một số bạn học viên của mình cũng đã từng gặp trường hợp là hàng đang đi sang kho Amazon với tài khoản cá nhân tự đăng ký, thì đến cái hàng gần đến kho Amazon rồi thì lại chết tài khoản, và cả cái lô hàng nó đang đợi để check in vào kho Amazon và tài khoản thì chết rồi, buộc lại phải đẩy hàng ra kho ngoài và nhờ cái đơn vị kho ngoài để relabel lại, sau đó là lại tạo shipment đưa hàng vào kho Amazon trên một cái tài khoản mới. Nói chung là nó sẽ phức tạp hơn. Thì mọi người lên bây giờ khi mà kinh doanh trên Amazon thì nên có một cái nhìn nó dài hạn hơn một chút, và làm pháp lý nó rõ ràng hơn một chút, thì mình nghĩ là sẽ cái vấn đề về tài khoản nó sẽ không phải là cái vấn đề mà các bạn cần phải quan tâm nữa nhé. Vâng, cảm ơn anh Dũng. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn tới anh Dũng cũng như là anh Phương đã có những chia sẻ rất là bổ ích và kỹ càng dành cho tất cả quý vị trong buổi workshop của chúng ta ngày hôm nay. Và do là chúng ta cũng đã hết thời lượng của chương trình rồi, thế nên là mình sẽ dừng lại cái phần Q&A này tại đây. Nếu như quý vị mà vẫn còn những câu hỏi, những còn băn khoăn nào, thì quý vị có thể tiếp tục đặt những câu hỏi trong nhóm Zalo của buổi workshop. Hai vị diễn giả cũng như là Việt Mỹ sẽ đồng hành cùng quý vị để trả lời tất cả những cái thắc mắc đó. Hiện tại ở trên màn hình của chúng tôi thì đã có chiếu cái phần mã QR code cũng như là feedback form để quý vị có thể để lại những cái phản hồi cũng như là đóng góp để ban tổ chức có thể hiểu rõ hơn những mong muốn cũng như là những nhu cầu của cộng đồng, và từ đó thì chúng ta có thể tổ chức thêm nhiều những cái buổi hội thảo, những buổi giao lưu giống như thế này. Chia sẻ kỹ hơn cho anh chị về những cái kinh nghiệm làm sao để mình có thể giao thương ở tại Mỹ thật là tốt, được không ạ? Rồi ạ, rất là mong tất cả anh chị đang có mặt trong buổi workshop của chúng ta, đang có mặt trong phòng Zoom đến thời điểm này rồi, thì mình sẽ lấy điện thoại lên và quét mã QR đang có trên màn hình để có thể để lại những thông tin, những cái chia sẻ liên quan đến chương trình. Và đồng thời thì nếu như quý vị còn bất cứ câu hỏi nào thì cũng có thể đặt những câu hỏi đó trong nhóm Zalo của workshop, chúng tôi sẽ đồng hành và giải đáp với tất cả quý vị. Và sau buổi workshop ngày hôm nay thì quý vị cũng có thể liên hệ và gửi câu hỏi đến với ban tổ chức thông qua các cái kênh liên hệ của Xúc Tiến Thương mại Việt Mỹ nữa. Ok ạ. Rồi, và rất mong là có thể nhận được tương tác nhiều hơn từ phía anh chị cũng như là cộng đồng xa lời của chúng ta để chúng ta có thể xây dựng cộng đồng ngày càng tốt hơn. Một lần nữa thì xin được gửi lời cảm ơn tới hai vị diễn giả, anh Dũng cũng như là anh Phương, và gửi lời cảm ơn tới tất cả các anh chị đã có mặt trong phòng Zoom của chúng ta tới thời điểm này. Và thay mặt cho ban tổ chức thì xin được gửi lời chúc sức khỏe cũng như là hy vọng anh chị sẽ tiếp tục đồng hành cùng với Việt Mỹ trong những buổi workshop tiếp theo. Chương trình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo của Xúc Tiến Thương mại Việt Mỹ. Cảm ơn bạn Chi Win. Cảm ơn MC và cảm ơn tất cả các anh chị đã tham gia buổi Zoom. Cảm ơn anh Phương nhé. Các bên mọi người, hẹn mọi người vào những buổi tiếp theo nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ, cảm ơn hai anh. Mọi người nhớ chúng ta sẽ nhấp vào cái đường link mà Việt Vĩ đã gửi ở trong phần box chat nhé, để mọi người có thể điền form đăng ký tư vấn chuyên sâu hơn nha. Ngoài ra thì nếu mà quý vị có bất cứ câu hỏi nào thì cũng có thể liên hệ với Việt Vĩ thông qua fanpage cũng như là thông qua Zalo của buổi workshop nhé. Rồi ạ, cảm ơn anh chị rất là nhiều.
Bản thân Phương có nick ở trong cái nhóm Zalo thì các anh chị nếu muốn contact riêng với Phương thì các anh chị cứ chủ động contact ạ. À, mình cũng sẽ tư vấn và hỗ trợ các anh chị những cái thông tin mà cần thiết tại thị trường Mỹ cho các anh chị và các bạn. Và cảm ơn MC, cảm ơn bạn Dũng, cảm ơn tất cả mọi người. Dạ vâng ạ, cảm ơn mọi Cảm người ơn. rất nhiều ạ. Dạ.